chương 111, danh dương gian đại hai. Vương tiên một suốt đêm đều không có ngủ. Tưởng sự tình nghĩ tới 3 giờ sáng, sau đó tu luyện tới rồi 7 giờ nhiều chung. Sáng sớm, vương tiên cùng vương biển rộng bốn người đi vào thực đường nội, hắn có thể nhìn đến dọc theo đường đi rất rất nhiều người hướng tới hắn chỉ chỉ rõ rõ. Thậm chí, hắn còn có thể đủ cảm giác được từng đạo hận không thể giết hắn ánh mắt. Đạt nữ thần chi thù, không đội trời chung nha. Vương Điển Trọng ba người bản năng cùng hắn kéo tới khoảng cách, dùng bọn họ ba người nói tới nói. Lão Vương ngươi hiện tại xú danh danh dương gian lớn, chúng ta muốn cùng ngươi kéo ra khoảng cách, bằng không về sau rất khó tìm bạn gái. Vương Tiên đối bọn họ phi thường vô ngữ, một hàng bốn người đi vào thực đường, ăn một đốn vạn chúng chú một bữa sáng. Này lệnh Vương Tiên phi thường bất đắc dĩ, sớm biết rằng ngày hôm qua liền bất hòa các nàng cùng nhau ăn cơm. Trở lại lớp nội, vương tiên lại lần nữa hưởng thụ đến chú mục lễ cùng với lớp nam sinh hâm mộ ghen tị hận này làm hắn có chút bực bội hôm nay buổi sáng có hai tiết khóa tan học sau vương tiên không có bồi vương biển rộng đi sân thể dục lập tức hướng tới giáo ngoại đi đến ngươi là vương tiên nhưng mà đương hắn vừa mới rời đi khu dạy học thời điểm mấy cái nam sinh đột nhiên đột nhiên đứng ở hắn trước người ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn vương tiên hơi hơi sửng sốt nhướng mày nhìn trước người mấy người cuối cùng dừng ở trung ương tên kia học sinh trên người. Một M85 tả hữu thân cao, tuấn lãng khuôn mặt, phi thường soái khí, hắn biết đối phương tên. Hứa Thanh Thành, sinh viên năm 3, TAE cung do học sinh hội xã trưởng, hắc mang 4 đoạn, Giang Thành TAE cung do thành thị tái quán quân. Nếu không phải tuổi hạn chế, hắn hắc mang cấp bậc sẽ càng cao. Ở Giang Thành đại học, không chỉ có có năm cái nổi danh nữ thần, còn có 3 cái tương đối nổi danh nam sinh, tục xưng giáo thảo, cũng là nam thần lớn lên soái nam sinh không ít nhưng có thể bị công nhận trở thành nam thần chỉ có ba cái ba người bên trong liền có hứa thanh thành tae cung do xã trưởng ở trường học tiện nội khí phi thường cao còn lại hai người một cái là danh khí rất lớn võng hồng cuối cùng một cái có chút thần bí bị học sinh xưng là phong tiên sinh có việc sao vương tiên nhàn nhạt nhìn trước mắt hứa thanh thành hỏi không có việc gì chính là muốn nhìn xem có thể trong vòng một ngày ước ra hai gã nữ thần học sinh rốt cuộc là cái dạng gì người hứa thanh thành nói chậm rãi vòng quanh vương tiên đánh giá một vòng vương tiên nhìn hắn không kiên nể gì bộ dáng nhướng nhướng mày không thích nam sinh nói hắn tiếp tục hướng tới bên ngoài đi đến hứa thanh thành nghe được hắn nói ngẩn người thực hài hước nha học sinh hắn nói ngừng ở vương tiên phía trước chặn hắn đường đi lăng không cần chặn đường vương tiên nhìn hứa thanh thành khiêu khích bộ dáng vốn là bực bội hắn, trực tiếp không kiên nhẫn quát lạnh một tiếng. Ân. Hứa Thanh Thành nghe được hắn những lời này, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn, tiểu tử, lá gan không nhỏ, dám như vậy cùng ta nói chuyện. Thành ca, tiểu tử này thật đúng là cuồng nha, tấm tắc, thật không biết, hắn là thông qua cái gì thủ đoạn đem hai cái nữ thần ước đi ra ngoài. Một bên một cái nam sinh đã đi tới, ánh mắt nhìn chầm chầm vương tiên nói. Nếu có việc nói, nếu không có việc gì cho ta tránh ra không có thời gian cùng các ngươi chơi vương tiên không kiên nhẫn nói trước mắt bốn cái nam sinh nghiền ngẫm mà lại không kiên nể gì đứng ở chính mình bên cạnh nếu nơi này không phải trường học lấy hắn hiện tại tâm tình đã sớm một cái tát đi qua thật đúng là cuồng ngạo hứa thanh thành nghe được vương tiên nói hơi hơi nắm lên nắm tay có việc tự nhiên có việc ta muốn nhìn xem ngươi có cái gì năng lực có thể ước hai vị nữ thần có thể ước lam thanh nguyệt làm ta nhìn xem ngươi xứng không xứng. Lấy ra thực lực của ngươi, hoặc là ngươi bối cảnh, làm ta nhìn xem." Hứa Thanh Thành nói, giãn ra một chút chính mình thân mình, khóe miệng kiều cười lạnh nhìn hắn. "Nếu không, ta liền phải vả mặt." Hiện tại, xem Vương Tiên khó chịu người có rất nhiều, nhưng đại bộ phận học sinh còn đều là ở trên diễn đàn nói nói, thật nói trực tiếp đi tìm Vương Tiên, cùng hắn đánh một trận, bọn họ thật đúng là không dám. Nhưng người khác không dám, không đại biểu Hứa Thanh Thành không dám hắn đã từng là số lượng không nhiều lắm theo đuổi lam thanh nguyệt nam sinh nhưng là cuối cùng lấy thất bại chấm dứt này làm hắn phi thường không cam lòng ngày hôm qua thế nhưng nghe nói lam thanh nguyệt thế nhưng cùng một cái nam sinh cùng nhau ăn cơm hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem cái này nam sinh rốt cuộc lớn lên cái dạng gì có cái gì tư cách được đến lam thanh nguyệt ưu ái như thế nào muốn đánh nhau vương tiên lạnh lùng nhìn bọn họ không không làm học sinh như thế nào có thể đánh nhau luận bàn luận bàn, tới chúng ta TAE cung do xã đoàn luận bàn luận bàn. Hứa Thanh Thành trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, đầy mặt thoải mái mà nói. Không có thời gian. Vương Tiên ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Liền ngươi như vậy còn cùng ta luận bàn, TAE cung do. Ha hả. Vương Tiên không nghĩ để ý tới hắn, bay thẳng đến phía trước đi đến. Hứa Thanh Thành không có tránh ra, nhưng là Vương Tiên cũng không có dừng lại, trực tiếp đụng phải qua đi. Ân ừ hứa thanh thành nhìn đến hắn lập tức đi tới trong mắt tràn ngập trào phúng hắn dời đi bước chân tránh ra một cái lộ nhìn vương tiên rời đi thành ca tiểu tử này có chút kiêu ngạo nha chúng ta như thế nào không hảo hảo giáo huấn hắn một chút bên cạnh ba cái nam sinh nhìn đến vương tiên rời đi chỉ vào hắn bóng dáng nói hứa thanh thành ngẩng đầu nhìn tên kia nói chuyện nam sinh trong mắt có chút không vui thực xin lỗi thành ca thực xin lỗi ta đã quên tên kia nam sinh nhìn đến hứa thanh thành không vui ánh mắt vội vàng xin lỗi hứa thanh thành từ năm nhất đến đại tam ở trường học nội chính là không thiếu nháo sự vừa mới bắt đầu trường học xem hắn là giang thành thị tae cung do đại tái quán quân cho nên liền khoan dung rất nhiều nhưng sau lại bởi vì nháo sự số lần quá nhiều ảnh hưởng quá không tốt trường học liền trực tiếp đối hắn hạ thông cáo nếu lại nháo sự liền sẽ bị khai trừ hắn lúc này mới ngừng nghỉ xuống dưới bất quá không nháo sự không đại biểu có thể luận bàn kiêu ngạo là phi thường kiêu ngạo nhưng là cũng muốn có thực lực này, một khi đã như vậy, ta khiến cho ngươi hảo hảo đâu đâu mặt. Hứa Thanh Thành nhìn Vương Tiên thân ảnh, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh, cho ta đến trường học diễn đàn, khởi xướng khiêu chiến, sau đó. Hứa Thanh Thành trên mặt lộ ra tươi cười, lúc này, nếu chính mình hảo hảo giáo huấn một chút Vương Tiên, hắn có thể đạt được càng cao nhân khí, cùng lúc đó cũng có thể đủ làm Lam Thanh Nguyệt thấy rõ ràng, nàng ưu ái nam sinh, là như thế bất kham. Hắn muốn chứng minh, chính mình là ưu tú nhất cốt thành ca, cái này giao cho chúng ta, lúc này đây, nhất định làm hắn nhìn xem chúng ta gian thành đại học TAE cung do lợi hại. Ân. Hứa thanh thành tự tin gật gật đầu, xoay người rời đi. Vương tiên không có đem hứa thanh thành để vào mắt, lập tức hướng tới nhất phẩm các vị trí đi đến. Y quán sự tình hắn phải nhanh một chút chuẩn bị, nhưng mà đem y quán khai lên. Ngày sau y quán sinh ý, quyết định bởi với Long cung kiến tạo tốc độ. Mà hắn không biết chính là, ở trường học trên diễn đàn, về hắn tin tức, lại lần nữa nhấc lên. Lúc này đây, là đến từ hứa thanh thành khiêu chiến. Tấu chương xong. Chương 112, danh dương gian đại ba. Vương Tổng, bên cạnh môn cửa hàng ta đã cùng lão bản nói hảo, bởi vì bọn họ diện tích không lớn duyên cớ, giá bán 700 vạn, nếu cho thuê nói, mỗi tháng 5 vạn tiền thuê nhà. Nhất phẩm các nội văn phòng, giám đốc hoàng hướng tới vương tiên hội báo đến. Đem giá cả nói hảo, trực tiếp mua sắm xuống dưới, nhưng mà tìm hảo điểm thiết kế sư, đến lúc đó cho ta biết. Vương Tiên hướng tới giám đốc Hoàng nói. Tốt Vương Tổng, giao cho ta. Giám đốc Hoàng gật gật đầu. Ân. Vương Tiên gật đầu, nhìn nhìn mấy ngày nay buôn bán ngạch, đều ở 150 vạn tả hữu. Hiện tại nhất phẩm các cơ bản đã bảo hòa, cái này buôn bán ngạch muốn gia tăng rất khó, bởi vì tiệm cơm liền lớn như vậy, mỗi ngày tiếp đãi khách nhân hữu hạn. Ở trong tiệm ăn cái cơm trưa, Vương Tiên liền hướng tới trường học nội đi đến. Di, cái kia là Vương Tiên, nhìn xem, chính là hắn. Chính là hắn nha, lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng làm hai cái nữ thần khuyên mộ, này liền có chút không lớn hiện thực, khả năng quan thư tình cùng Lam Thanh Nguyệt cũng không thích hắn, chỉ là đơn thuần ăn một bữa cơm. Các ngươi nhìn đến không, trường học diễn đàn nội hứa Thanh Thành muốn kêu chiến hắn, muốn xem hắn có cái gì tư cách cùng Lam Thanh Nguyệt cùng nhau ăn cơm. Thật vậy chăng? Hứa Thanh Thành chính là đai đen TAE cung do, ở toàn bộ Giang Thành Đại học, không có người là đối thủ của hắn, thậm chí ở toàn bộ Giang Thành đều không có bao nhiêu người có thể đánh thắng được hắn. Khiêu chiến cái này Vương Tiên cùng ngược ra không có khác nhau, hắn sẽ không như vậy xuẩn đi cùng Hứa Thanh Thành luận bàn đi. Hứa Thanh Thành chỉ là nói đơn giản luận bàn một chút, luận bàn những mặt khác cũng có thể, nhưng nếu Vương Tiên không tiếp thu nói, kia hắn chính là một cái người nhu nhược, về sau sẽ trở thành Giang Thành Đại học một cái chê cười, cái này luận bàn hắn không thể không đi. Đi ở vườn trường trên đường, Vương Tiên mơ hồ nghe được chung quanh một ít học sinh nghị luận, hắn hơi hơi nhíu mày, mặt vô biểu tình hướng tới ký túc xá nội đi đến. Lão Vương, ngươi đã đến rồi. Mới vừa tiến vào ký túc xá nội, Vương Biển Rộng liền quay đầu hướng tới hắn chào hỏi nói. Ký túc xá nội chỉ có hắn một người, Trương Văn Trương Phong hẳn là bồi bạn gái. Mà Vương Biển Rộng hiếm thấy không có chơi game, đang ở nhìn chầm chầm máy tính không ngừng nhìn. Ân, lại có chuyện gì đã xảy ra, vương tiên trực tiếp hỏi ở trên đường thời điểm hắn đã nghe được một ít tin tức lão vương ngươi nhìn đừng nóng giận cái này hứa thanh thành quả thực quá kiêu ngạo cho rằng chính mình có chút thực lực đã kêu huyên náo nhất khinh thường người như vậy vương biển rộng lẩm bẩm vương tiên đi đến án thư mở ra máy tính vương biển rộng dọn băng ghế ngồi xuống lão vương ta cảm thấy ngươi căn bản không cần để ý tới gia hỏa kia cái gì tam đại nam thần ta phi còn không phải không bằng chúng ta lão vương ngưu bức. Vương biển rộng ở một bên nói, vương tiên mở ra diễn đàn nhìn nhìn, trong đó trừ bỏ một cái chính nhìn nhiều hồi phục thiệp, lại xuất hiện một cái hồi phục nhân số tương đối cao thiệp. Vương tiên trực tiếp mở ra, phát thiếp người hứa thanh thành. Thiệp nội dung Gần hai ngày trường học nội xuất hiện một cái nhân vật phong vân, đại nhị vương tiên, trong vòng một ngày cùng hai vị nữ thần cùng nhau ăn cơm, cụ thể tình huống cũng không nói, mọi người đều minh bạch, hiện tại bị trường học người đưa ngoại hiệu cầm thú vương tiên ha hả thực ưu nhã xưng hô hôm nay ta muốn mời cầm thú vương tiên ân tên thực thuận miệng ha ha tới tiến hành một chút luận bàn ta nhưng thật ra muốn nhìn xem ngươi có cái gì năng lực luận bàn không chỉ là vũ lực phương diện còn có thể có mặt khác phương diện làm ta nhìn xem ngươi có cái gì năng lực ta rất tò mò ha ha nếu ngươi không phải người nhu nhược nói liền tới tae cung do tìm ta hứa thanh thành một thiên không phải rất dài thiệt nhưng lại hoàn toàn biểu hiện hứa thanh thành đối với Vương Tiên khiêu khích, tràn ngập trào phúng. Ở dưới hồi phục trung, có rất rất nhiều người tỏ vẻ duy trì. Vương Tiên cùng hai cái nữ thần giữa trưa buổi tối cùng nhau ăn cơm chính là khiến cho đại bộ phận nam sinh phẫn nộ. Đặc biệt là, ở bị quay chụp ảnh chụp trung, Vương Tiên cùng Quang Thư Tình cùng Lam Thanh Nguyệt biểu hiện đều phi thường thân mật. Này liền lệnh người trong cơn giận dữ, ngươi phao một cái nữ thần không có quan hệ, nhưng là ngươi lại ra nam giống nhau chân đứng hai thuyền không thể tha thứ. Vương Tiên Phi thường bình tĩnh nhìn cái này thiệt. hứa thanh thành. Vương Tiên trên mặt lộ ra một tia trầm tư, một khi đã như vậy, liền lấy hắn khai đao, cũng tỉnh quá nhiều phiền toái đi. Vương Tiên trong lòng nghĩ, chậm rãi đứng lên. Ai, lão Vương, ngươi muốn đi đâu? Vương Biển rộng nhìn đến hắn mặt vô biểu tình, vội vàng hỏi. Đi TAE cung do xã đoàn. Vương Tiên nói. Cái gì? Ngươi thật sự muốn đi? lão vương, tính, vẫn là thôi đi, cái kia hứa thanh thành thật lực rất mạnh, chúng ta không cần để ý tới hắn, bọn họ chính là một đám hâm mộ ghen tị hận gia hỏa thôi. Vương biển rộng vội vàng nói, hắn thật đúng là sợ vương tiên qua đi. Hứa thanh thành dù sao cũng là đai đen TAE cung do, vương tiên qua đi cùng chi luận bàn, chẳng sợ sẽ không đã chịu trọng thương, nhưng nói vậy cũng sẽ bị vũ nhục một phen. Yên tâm đi, không có nắm chắc ta sẽ không đi. Vương tiên nhàn nhạt lắc lắc đầu, cười nói. Ngươi vương biển rộng biết vương tiên tính tình có chút cuộc, lắc lắc đầu, kia hảo kia hảo, ta cùng ngươi cùng đi. Ân, đi thôi. Vương tiên gật gật đầu, lập tức hướng tới TAE cung do xã đoàn đi đến. TAE cung do xã đoàn, ở Giang Thành Đại học là một cái khá lớn xã đoàn, TAE cung do khởi nguyên với cây gậy quốc, nhưng ở quốc nội phi thường được hoan nghênh. Bởi vì cổ sư tư tưởng, quốc nội võ thuật bất truyền người ngoài, cổ võ liền càng đừng nói nữa. Đối với TAE cung do, Vương Tiên không đáng đánh giá. Giang Thành đại học xã đoàn đều là tập trung ở bên nhau. Vương Tiên hướng tới xã đoàn vị trí đi đến, lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Di, kia không phải đại nhị Vương Tiên sao? Chẳng lẽ hiện tại hắn là đi TAE cung do xã đoàn? Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đi TAE cung do xã đoàn. Không lâu trước đây Hứa Thanh Thành mới hạ chiến thư, chẳng lẽ hắn là đi ứng chiến? Cái này có ý tứ, đi một chút chúng ta cũng đi theo đi vương tiên tiếp thu hứa thanh thành mời kế tiếp có ý tứ nếu cùng hứa thanh thành luận bàn võ nghệ nói phỏng chừng sẽ bị tấu thảm đi một chút chúng ta chạy nhanh qua đi nhìn xem đợi lát nữa phát biểu ở trên diễn đàn tuyệt đối có thể oanh động trường học trên đường một chúng học sinh đầy mặt hứng thú theo ở phía sau hướng tới tae cung do xã đoàn đi đến vương tiên cũng không có để ý phía sau càng ngày càng nhiều người đi vào tae cung do xã đoàn cửa kẻo kẹt vương tiên trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười lạnh đi tới cửa, hắn trực tiếp mở cửa ra. TAE cung do xã đoàn phòng rất lớn, bên trong có rất nhiều ăn mặc màu trắng TAE cung do trang phục học viên. Môn bị trực tiếp đẩy ra, lệnh bên trong một ít thành viên tò mò nhìn qua. Vương Tiên đứng ở cửa vị trí, nhìn quét bên trong, chậm rãi hướng tới bên trong đi đến. Đem hứa Thanh thành kêu lên tới, ta Vương Tiên tới. Bên trong một chúng TAE cung do xã đoàn thành viên nhìn qua, có chút trào phúng nhìn hắn. Ha hả, tới đợi lát nữa xem xã trưởng ngược người lâu. Tấu chương xong. Chương 113, danh dương gian đại bốn. Cười khẽ thanh âm ở TAE cung do xã đoàn nội vang lên, nhìn đứng ở cửa vị trí thanh niên, rất nhiều học viên trên mặt lộ ra diễn ngược thần sắc. Bọn họ thần sắc nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo xem diễn bộ dáng. Đối với tiến đến ứng chiến vương tiên, bọn họ cũng không có chút nào để ở trong lòng. Cùng bọn họ xã trưởng tiến hành luận bàn, quả thực chính là tìm tấu hành vi hải tiểu tử, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi kêu chúng ta xã trưởng. Một cái dáng người phi thường kiện thạc học viên từ trên xuống dưới đánh giá một phen vương tiên, ánh mắt lộ ra một tia kinh thường. Nhanh lên, ta rất bận. Vương tiên nhìn về phía tên kia học viên, nhàn nhạt hướng tới bên trong đi đến, trực tiếp đi vào một cái ghế giữa phía trước. Hừ, còn rất cuồng, đợi lát nữa hy vọng ngươi còn có thể cuồng lên. Tên kia học viên nhìn vương tiên đầy mặt không kiên nhẫn thần sắc, hừ lạnh một tiếng, hướng tới xã đoàn mặt sau đi đến. Chung quanh, theo ở phía sau học sinh một đám đi vào TAE cung do xã đoàn nội, đầy mặt tò mò nhìn. Không đến một phút, hứa thanh thành thân ảnh xuất hiện, ở hắn phía sau, đi theo bốn năm tên học viên. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở ghế trên ngồi vương tiên trên người. Hứa thanh thành trên mặt lộ ra một tia diễn ngược thần sắc, hắn không nghĩ tới, vương tiên lại là như vậy mau liền đuổi lại đây. Còn tính có can đảm, không có làm rùa đen rút đầu hứa thanh thành chậm rãi đi đến vương tiên trước người trên cao nhìn xuống một bộ thực thưởng thức bộ dáng của hắn vương tiên thực chán ghép loại người này tự cho là đúng không có thời gian cùng các ngươi chơi làm ta kiến thức kiến thức ngươi hứa thanh thành lợi hại có phải hay không giống người khác nói như vậy vương tiên đứng lên ánh mắt nhìn chằm chằm hứa thanh thành thành ca tiểu tử này thực kiêu ngạo giao cho ta tới căn bản không cần ngươi ra tay hứa thanh thành còn không có nói chuyện vừa rồi tên kia kiện thạch học viên liền mở miệng nói, hắn duỗi thân chính mình cường kiện thân hình, đầy mặt không để bụng nhìn Vương Tiên. Vương Tiên thân cao một m 75 tả hữu, cũng không phải rất cao, dáng người lược hiện gầy ốm. Có thể nói, TAE cung do lão học viên, không có một cái đem hắn đặt ở trong mắt. Như thế nào có thể gần nhất liền khi dễ người. Hứa Thanh Thành vẫy vẫy tay, làm hắn không cần nói chuyện, hắn đầy mặt tươi cười nhìn Vương Tiên, ở trên diễn đàn ta cũng đã nói, luận bàn một chút, không giới hạn trong vũ lực, những mặt khác cũng có thể, làm chúng ta nhìn xem vị này nhân vật phong vân năng lực, nhìn xem có cái gì tư cách cùng Lam Thanh Nguyệt Quang Thư Tình cùng nhau ăn cơm. Vương Ti nghe được hắn nói nở nụ cười, có chút trào phúng nhìn về phía hứa thanh thành, thu hồi ngươi sắc mặt, đem ta kêu lên tới, đơn giản chính là muốn triển lãm một chút chính ngươi thực lực, nếu ngươi tưởng chơi, ta đây liền bồi ngươi, luận bàn luận bàn. Vương Tiên nói, lập tức lệnh hứa thanh thành trên mặt tươi cười chậm rãi động lại, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn Vương Tiên, hảo hảo nếu ngươi như vậy muốn tìm cái chết ta đây cũng sẽ thành toàn ngươi ha hả vương tiên nhìn về phía trong sân một cái luận bàn lôi đài đầy mặt tươi cười đi qua đi hảo hảo hưởng thụ một chút đi đường cảm giác chờ một lát ngươi khả năng muốn nằm đi ra ngoài phía sau hứa thanh thành lạnh băng thanh âm truyền đến lão vương ngươi ngươi có hay không tin tưởng bên cạnh vương biển rộng có chút lo lắng nhìn hắn hỏi vương tiên hướng tới hắn lộ ra một bộ yên tâm thần sắc thật sự muốn luận bàn đi lên, đi một chút, chúng ta chạy nhanh qua đi chiếm cái hảo vị trí. Không nói mặt khác, vương tiên này can đảm vẫn là rất lợi hại. Can đảm lợi hại có cái rắm dùng, cùng hứa thanh thành luận bàn, quả thực chính là trong VWC kêu đèn, tìm phân. Ha ha, thật muốn xem hứa thanh thành hung hăng mà tấu hắn một đốn. Chung quanh học sinh nhìn đến bọn họ hướng tới trên lôi đài đi đến, trên mặt lộ ra hưng phấn mà thần sắc, một đám nhanh chóng vây quanh lại đây. Thành ca, ta cảm thấy căn bản không cần chính ngươi ra tay, quả thực đại tài tiểu dụng. Hứa thanh thành bên cạnh, mấy cái nam sinh tụ ở hắn chung quanh, nhìn phía trước vương tiên, kinh thường nói. Không có việc gì, đợi lát nữa ta sẽ làm đối phương hai tay, miễn cho làm người cảm thấy ta khi dễ người. Hứa thanh thành đầy mặt ý cười nhìn phía trước thân ảnh, trong lòng vừa động, nhìn về phía bên cạnh vài người tiếp tục nói, các ngươi đợi lát nữa ở trên diễn đàn tiến hành một cái phát sóng trực tiếp, cũng cho chúng ta gian thành đại học mặt khác học sinh hiểu biết một chút vị đồng học này lợi hại. Phát sóng trực tiếp. Vài tên học viên hai mắt tỏa ánh sáng, theo sát nở nụ cười, cốt thành ca, giao cho chúng ta. Phát sóng trực tiếp, cũng không phải video phát sóng trực tiếp, mà là tiến hành đồ văn tiến hành thực thi đổi mới. Một người học viên lập tức lấy ra di động, hướng tới vương tiên quay chụp mấy trương ảnh chụp. Theo sau, lại tìm đúng mấy cái xoái khí góc độ, hướng tới hứa thanh thành chụp mấy tấm hắn mở ra trường học diễn đàn, khóe miệng hơi hơi dơ lên, lập tức khai một cái thiệp. Tiêu đề, ai sẽ quỳ gối nơi này? Hứa thanh thành nam thần VSC cầm thú vương tiên, làm hắn hai tay. Nhìn chính mình tưởng tiêu đề, hắn trên mặt lộ ra một tia đắc ý, mang thêm mấy trương ảnh chụp. Biên tập, gửi đi. Vương tiên cùng hứa thanh thành hai người đi lên lôi đài, chung quanh, tụ tập mấy trăm danh học sinh. Rất rất nhiều học sinh cầm di động, chuẩn bị ký lục hạ trận này luận bàn PK tae cung do nội thành viên còn lại là đầy mặt thoải mái mà nhìn chờ đợi xã trưởng tiến hành ngược cùi bắt biết rõ sẽ thua lại còn muốn lại đây tiểu tử ngươi còn không có như vậy bất kham hứa thanh thành thân xuyên một thân màu trắng tae cung do trang phục tùy ý đứng ở nơi đó đối vương tiên bình luận dường như một cái lão sư ở lời bình một học sinh như vậy đi ta làm ngươi đôi tay hứa thanh thành tiếp tục nói hắn đem đôi tay lưng đeo ở sau người màu đen dây lưng hệ ở bên hông phi thường thấy được. Này tượng trưng cho thực lực. Wow, Hứa Thanh Thành học trưởng quả thực quá soái. Hào khí, làm đối phương đôi tay, Hứa Thanh Thành nam thần quả thực quá khí phách. Đây mới là cường giả phong phạm, tương so với cái kia Vương Tiên, chẳng qua là nhảy nhót vai hề thôi. Dưới đại một chúng học sinh nhìn Hứa Thanh Thành đôi tay lưng đeo mặt sau, một bộ cường giả phong phạm, thật sâu mà bị thuyết phục. Mà tên kia phát biểu thiệp học viên, càng là hưng phấn mà liên tục đối với Hứa Thanh Thành chụp được vài bức ảnh phía dưới viết vương giả phong phạm. Wow, cái kia vương tiên thế nhưng thật sự ứng chiến hứa thanh thành học trưởng. a à, ta ở ký túc xá nội, hiện tại chạy tới nơi không biết tới hay không đến cập, hảo tưởng tận mắt nhìn thấy đến hứa thanh thành học trưởng một chân co hắn. Hứa thanh thành làm hắn đôi tay, nếu hắn liền 10 chiêu đều chịu đựng không nổi vậy mất mặt. Lâu chủ chạy nhanh đổi mới, chúng ta muốn xem cầm thú vương tiên bị đánh ngã tới ảnh chụp, nhất định phải nhiều chụp điểm hình ảnh. Thiệp mới vừa phát không có bao lâu, phía dưới liền có thượng trăm điều hồi phục tên kia học viên trên mặt lộ ra hưng phấn ta làm ngươi động thủ trước lúc này trên đài lại lần nữa vang lên hứa thanh thành thanh âm hắn hơi hơi ngẩng đầu miệt thị nhìn vương tiên ý bảo làm hắn ra tay động thủ đi đây là ngươi duy nhất động thủ cơ hội ha ha xã trưởng đừng nói là làm hắn đôi tay chính là một chân đều có thể đá bay hắn phía dưới truyền đến một chúng tae cung do học viên tự tin cùng với trào phúng thanh âm Tấu chương xong. Chương 114, Danh Dương gian Đại Năm. Thực xin lỗi gia, bởi vì chương trước có địa phương yêu cầu sửa chữa, thỉnh đại gia một lần nữa thêm tái chương trước, sửa chữa nguyên nhân bởi vì đề cập đến một ít mẫn cảm không thể viết vấn đề, cho nên tiến hành một cái sửa chữa. Ai, nguyên bản này một chương hẳn là 12 giờ phát, nhưng viết cốt 4.000 tự bản thảo toàn bộ trở thành phế thải. Nguyên bản chuẩn bị này một chương vả mặt đánh sản điểm, không có biện pháp, chỉ có thể lâm thời sửa chữa, xin lỗi hứa thanh thành, ngươi ở hồ nháo cái gì? TAE cung do xã đoàn nội, liền ở vương tiên chuẩn bị động thủ một cái tác phế bỏ trước mắt cái này kiêu ngạo gia hỏa khi, đột nhiên một tiếng quát lạnh tiếng động truyền đến. Chung quanh một chúng chuẩn bị xem diễn người hơi hơi sửng sốt, đầy mặt kinh ngạc quay đầu xem qua đi. Chỉ thấy, một người thân xuyên TAE cung do trang phục, đồng dạng hệ màu đen dây lưng trung niên sắc mặt có chút nôn nóng hướng tới bên này chạy tới. Huấn luyện viên Huấn luyện viên một đám học viên kinh ngạc nhìn về phía đi tới trung niên, mở miệng vội vàng hô. Trung niên huấn luyện viên không để ý đến, trầm khuôn mặt đi đến trên lôi đài mặt, hắn ánh mắt quét quét vương tiên, trong mắt hiện lên một tia tim đập nhanh, theo sau song mặt phẫn nộ nhìn chính mình học sinh. Lão sư, ngài như thế nào tới? Hứa thanh thành đầy mặt kinh ngạc nhìn chính mình lão sư. Ta không tới, chẳng lẽ liền nhìn ngươi hồ nháo sao? Nghiêm hổ sắc mặt phi thường nang kham, trừng mắt nhìn hứa thanh thành liếc mắt một cái, hắn thật sâu mà hít một hơi đi đến vương tiên bên cạnh vương tiên đồng học thực xin lỗi ta cái này học sinh không biết tốt xấu trêu chọc đến ngày ta sẽ tự mình giáo dục hắn trung niên huấn luyện viên có chút cung kính mà nói đối với vương tiên hắn hiểu biết không nhiều lắm nhưng là ở ngày đó buổi tối quán ba nội hắn lại biết đây là một cái lệnh nhị gia đều phải cung kính đối đãi người nhị gia xem như hắn cơ duyên xảo hợp trèo cao thượng bằng hữu ở ngày đó buổi tối nhị gia cũng mời hắn cho nên quán ba sự tình, hắn đều xem ở trong mắt. Xong việc, hắn cũng tự nhị gia trong miệng được đến một ít tin tức, thiếu niên này, cũng không phải tới tự mình cố gắng đại gia tộc, mà là bản thân có được cường đại thực lực. Thực lực này đó là vũ lực. Hắn nghiêm hổ là một cái TAE cung do cửu đoạn, đem TAE cung do luyện đến tình trạng xuất thần nhập hóa, sức chiến đấu phi thường khủng bố. Nhưng càng là như thế, hắn cũng càng biết một ít người thường không biết sự tình. Khi đó là cổ võ đối mặt cổ võ, hắn tu luyện TAE cung do, ở đối phương trong mắt bất quá là chơi đồ hàng. Hiện tại, chính mình cái này học sinh thế nhưng trêu chọc như vậy cường giả, quả thực chính là ở tìm chết. Người khác thậm chí thần không biết quỷ không hay là có thể mạt sát ngươi. Vương Tiên nhìn cái này trung niên huấn luyện viên, nghi hoặc nhìn hắn. Vương Tiên đồng học, ngài khả năng không quen biết ta, nhưng ta ngày đó may mắn ở quán ba nội nhìn thấy ngài một mặt, ta là tôn nhị gia bằng hữu nghiêm hổ nhìn đến hắn đầy mặt nghi hoặc vội vàng giải thích nói ân vương tiên gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía hứa thanh thành hứa thanh thành chạy nhanh xin lỗi nghiêm hổ nhìn vương tiên ánh mắt lớn tiếng quát lão sư ngài ngài hứa thanh thành có chút kinh ngạc nhìn về phía lão sư hắn không rõ chính mình lão sư vì cái gì sẽ quát lớn chính mình không rõ chính mình lão sư vì cái gì sẽ giống đối phương xin lỗi hơn nữa còn như thế cung kính phải biết rằng chính mình lão sư bắt đầu hắc mang cửu đoạn, bắt lấy quá quốc nội TAE cung do quán quân tồn tại. Hắn cũng là vì có chính mình cường đại lão sư dạy dỗ, mới có hiện giờ thành tựu. Xin lỗi, liền chính ngươi chút thực lực ấy còn dám kêu chiến vương thiếu, ngươi có phải hay không tìm đánh? Liền ta đều không phải vương thiếu đối thủ, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ. Nếu không phải ta trong lúc vô ý nhìn đến trường học diễn đàn nội thiệp, ta còn không biết ngươi lại là như vậy cùng vọng nghiêm hổ sắc mặt nang kham hướng tới hứa thanh thành nói. Cái gì? Hứa thanh thành đột nhiên trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn chính mình lão sư. Hắn vừa rồi nghe được cái gì? Lão sư nói hắn đều không phải đối phương đối thủ. Sao có thể, đây chính là chính mình hắc mang cửu đoạn lão sư nha. Đem ta nói đương gió thoảng bên tai sao? Kiểm hộ nhìn hắn, trầm khuôn mặt tiếp tục nói. Hứa thanh thành nhìn đến chính mình lão sư thần sắc, thân mình một cái cơ linh, sắc mặt đỏ bừng nhìn về phía vương tiên đúng đúng không dậy nổi hắn không dám vi phạm chính mình lão sư lão sư cũng sẽ không lừa gạt hắn nhưng hắn như thế nào cũng tưởng không rõ chính mình lão sư sao có thể không phải đối phương đối thủ sao lại thế này sao lại thế này chung quanh một chúng học sinh kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này bọn họ vốn tưởng rằng hứa thanh thành sẽ hung hăng giáo huấn đối phương một đốn nhưng còn không có đánh lên tới thời điểm nghiêm hổ huấn luyện viên lại đột nhiên nôn nóng đi đến nghiêm hổ huấn luyện viên ở giang thành đại học chính là uy danh không nhỏ đã từng một người một mình đấu mười mấy tiếng đến trường học nội nháo sự tên côn đồ cũng là lần đó nghiêm hổ huấn luyện viên nhất chiến thành danh tae cung do xã đoàn trở thành giang thành đại học nhất lửa nóng học sinh xã đoàn hiện tại nghiêm hổ huấn luyện viên thế nhưng đối với vương tiên thật cẩn thận xin lỗi thậm chí nói chính mình đều không phải đối phương đối thủ này lệnh tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ đặc biệt là tae cung do nội học viên Nghiêm hổ huấn luyện viên nói, làm bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng là nghiêm hổ huấn luyện viên nói, lại làm bọn hắn không thể không tin tưởng sự thật này. Chung quanh, những cái đó tiến đến vây xem học sinh đem ánh mắt nhìn về phía đám kia TAE cung do xã đoàn học viên, trên mặt có chút kinh ngạc, cũng hấp dẫn ngược. Vừa rồi, bọn họ nhưng nhìn đến, TAE cung do học viên một đám đầy mặt kinh miệt nhìn vương tiên. Hiện tại, bọn họ huấn luyện viên thế nhưng trực tiếp chạy tới xin lỗi, còn làm hứa thanh thành xin lỗi xoay ngược lại thật lớn xoay ngược lại cái kia vương tiên thậm chí không có động thủ sự tình kết quả liền đã ra tới tae cung do học viên nhìn đến chung quanh đồng học khác thường ánh mắt sắc mặt một đám có chút đỏ bừng mà tên kia cầm di động vẫn luôn phát thiệp học viên đầy mặt kinh ngạc đứng ở nơi đó hắn nhìn diễn đàn nội còn có học sinh không ngừng hồi phục sắc mặt cương xuống dưới hiện tại như thế nào cho phải tiếp tục đổi mới chẳng lẽ muốn nói luận bàn không có tiến hành đi xuống, bọn họ huấn luyện viên liền tới, hơn nữa tự mình hướng vương tiên xin lỗi, cũng nói chính mình không bằng vương tiên lợi hại, giáo huấn hứa thanh thành cuồng vọng tự đại, tìm chết. Cũng làm thanh thành cung kính mà xin lỗi. Này nếu là phát ra đi, kia hứa thanh thành mặt quả thực ném lớn. Ngày sau ở cái kia vương tiên trước mặt còn như thế nào có thể ngẩng đầu. Nhưng là không phát, ở đây trung những cái đó tiến đến vây xem học sinh cũng sẽ đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài ngoạ nhưng mà đúng lúc này hắn đột nhiên nhìn đến ở hắn phát biểu thiệp nội có người giúp hắn tiếp tục đổi mới từng trương ảnh chụp từng hàng văn tự ở hai người sắp luận bàn thời điểm nghiêm hổ huấn luyện viên tới rồi tự mình hướng vương tiên xin lỗi xưng chính mình không phải đối phương đối thủ hơn nữa xin lỗi nghiêm hổ huấn luyện viên làm hứa thanh thành xin lỗi hứa thanh thành sắc mặt đỏ bừng xin lỗi vừa mới bắt đầu một đám trào phúng vương tiên tae cung do thành viên bị trực tiếp vả mặt Huấn luyện viên đều không bằng Vương Tiên, các ngươi có cái gì tư cách trào phúng? Một đám đổi mới, mặt trên còn mang thêm hình ảnh. Tên kia học viên hai mắt biến thành màu đen, giấu không được, chuyện này giấu không được. Thực xin lỗi Vương Tiên đồng học, thực xin lỗi Vương Tiên đồng học. Đúng lúc này, trên lôi đài, Nghiêm Hổ huấn luyện viên mang theo Hứa Thanh Thành, hướng tới Vương Tiên không người nói khiểm. Này một cái hành động, lại lần nữa lệnh chung quanh học sinh trợn mắt há hốc mồm. Vương Tiên nhìn bọn họ nhíu nhíu mày, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không nói gì, xoay người hướng tới bên ngoài đi đến. Phía sau, vương điển rộng đầy mặt hưng phấn mà vội vàng theo ở phía sau, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Vương tiên chậm rãi hướng tới bên ngoài đi đến, ở chung quanh mọi người chú mục hạ. Đường hắn đi vào cửa thời điểm, hắn thân mình đột nhiên đốn xuống dưới. Hắn ngẩng đầu, ở cửa mặt trên 3 mét vị trí, có một cái bài mặt, mặt trên viết TAE cung do xã đoàn năm chữ. Trên mặt hắn lộ ra cười lạnh. Nghiêm hổ huấn luyện viên tự mình chạy tới hướng tới hắn xin lỗi, đối phương là huấn luyện viên, lại còn có như thế cung kính, hắn khó mà nói cái gì. Nhưng là, đối với TAE cung do hứa thanh thành cùng một chúng học viên lại phi thường khó chịu. Mới vừa tiến vào khi, bọn họ chính là một đám trào phúng nhìn hắn. TAE cung do xã đoàn. Vương Tiên cười cười, ở mọi người không thể tưởng tượng dưới ánh mắt, hắn nhẹ nhàng nhảy dựng, đùi phải hung hăng mà đá vào bảng hiệu thượng. Bang. Chi năm sẽ bảy vốn định hảo hảo vả mặt, nhưng là gặp được không thể kháng cự nguyên nhân, cần thiết sửa chữa một chút, cho nên này một chương không có ta đại cương nội dung sản. Nhưng cũng tận lực cho các ngươi xem sản một ít, chờ một lát tiếp tục gõ chữ đổi mới, còn có một chương viết hảo liền phát. Tấu chương xong. Chương 115, Danh Dương Giang Đại Sáu, Đệ Tam Càng. Tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến sự tình sẽ là kết quả này, bị mời lại đây luận bàn vương tiên, ở không có động thủ dưới tình huống, hứa thanh thành không người nói kiểm liền nghiêm hổ huấn luyện viên đều tự xưng không phải vương tiên đối thủ, càng là cung kính nói khiểm, vương tiên đồng học rốt cuộc mạnh như thế nào. Quá khí phách, các ngươi không có nhìn đến, ở cuối cùng vương tiên đồng học rời đi TAE cung do xã đoàn thời điểm, nhảy 2 mét cao, một chân đá toái TAE cung do xã đoàn bản hiệu, quả thực chính là trần trụi vả mặt. Hứa thanh thành lần này mất mặt ném lớn, vừa mới bắt đầu trào phúng vương tiên đồng học, thậm chí toàn bộ TAE cung do xã đoàn học viên đều châm chọc mỉa mai, hiện tại bị người trực tiếp đem bản hiệu đá toái liền rắm cũng không dám đánh một cái mất mặt nha ngày sau hứa thanh thành nhìn đến vương tiên phỏng chừng muốn vòng quanh đi rồi oanh động mở màn khí kịch tính kết thúc nghịch ngợm hứa thanh thành hướng vương tiên khởi xướng khiêu chiến kết quả ba ba cấp bậc nghiêm hổ huấn luyện viên trực tiếp một cái tác chụp tỉnh hứa thanh thành làm hắn xin lỗi hảo có ý tứ không biết vương tiên đồng học rốt cuộc sẽ có bao nhiêu cường nghiêm hổ huấn luyện viên tự mình thừa nhận chính mình không bằng đối phương hơn nữa ở hắn rời đi thời điểm một chân đá toái TAE cung do bản hiệu cũng có thể đủ nhìn ra tới, Vương Tiên ngư bức. Trường học diễn đàn lại lần nữa oanh động lên, hai ngày này về Vương Tiên sự tình, một kiện sau một kiện oanh động. Trên diễn đàn, cái kia TAE cung do học viên phát biểu thiệp hồi phục số lượng đã vượt qua thượng vạn. Sự tình đề cập đến Vương Tiên, lại đề cập đến nam thần hứa thanh thành, tự nhiên khiến cho toàn bộ trường học học sinh chú ý. Khí phách, lão Vương, khi quả thực quá khí phách dọc theo đường đi, vương biển rộng đầy mặt sùng bái hướng tới vương tiên nói. Phong Kinh Vân Đạm đi vào TAE cung do xã đoàn, Phong Kinh Vân Đạm đối mặt bọn họ mọi người, cho đến cuối cùng, một chân đá toái TAE cung do bản hiệu, quả thực khốc tể. Trách không được quan thư tình nữ thần cùng Lam Thanh Nguyệt nữ thần đều sẽ thích ngươi, ta phát hiện ta đều có điểm thích lão vương ngươi. Cút đi, ta đối với ngươi không có hứng thú. Vương Tiên viết hắn liếc mắt một cái, ngươi tiếp tục tìm ngươi tô thiến muội muội đi thôi. Hắc hắc, không cần không cần, hai ngày này chúng ta vẫn luôn bảo trì liên hệ, hiện tại ngươi lại nháo ra chuyện lớn như vậy, Tô Thiến nhất định sẽ đến tò mò hỏi ta một chút sự tình. Vương biển Rộng có chút đắc ý nói, hắn cảm giác, hắn tình yêu liền phải đã đến. Vương Tiên vô ngữ lắc lắc đầu, mấy ngày nay ta muốn đi ra ngoài vội mấy ngày, đợi lát nữa ta cấp phụ đạo viên thỉnh mấy ngày giả, ngươi mỗi ngày đi cấp Tô Thiến đưa nước thời điểm, nhớ rõ cho ta muội muội mang một lọ. Xin nghĩ. Lão Vương ngươi muốn đi làm gì? Vương biển rộng ngẩn người, nghi hoặc hỏi. Có một số việc muốn xử lý, hẳn là muốn một hai tuần. Vương tiên nói. Hắn muốn lợi dụng mấy ngày nay thời gian, đem toàn bộ bột hải sư tầm một chút, xem có hay không đáy biển trầm thuyền linh tinh tài nguyên. Mặt khác, về y quán sự tình, cũng muốn bắt đầu tiến hành. Đến nỗi chậm trễ đi học, Vương tiên hiện tại đã không thế nào để ý. Đi học với hắn mà nói, đã không quan trọng, nếu không phải muội muội vừa tới đến đại học, yêu cầu bồi nàng một đoạn thời gian, hắn đều tưởng trực tiếp bỏ học. Sao trời cùng biển rộng, mới là hắn theo đuổi. Vậy được rồi lão vương, ngươi muội muội sự tình cứ yên tâm đi, yên tâm giao cho ta. Vương biển rộng vỗ vỗ bộ ngực, hắn biết hiện tại vương tiên đã đã xảy ra thật lớn biến hóa. Làm huynh đệ hắn cũng không có hỏi nhiều, huynh đệ quá đến hảo là đủ rồi. Lăng, cái gì kêu yên tâm giao cho ngươi, ta chỉ là rời đi mấy ngày. Vương tiên thật mạnh vỗ vỗ vương biển rộng bả vai đình đình đình, lão vương, dừng tay, ngươi hiện tại như vậy ngư bức, ta sai, ta sai. Vương điển rộng lập tức ồn ào, bước nhanh hướng tới ký túc xá nội đi đến. Vương tiên cười cười, theo ở phía sau hướng tới ký túc xá nội đi đến. Trường học trên diễn đàn sự tình, trải qua 4 năm cái giờ truyền bá, cơ hồ sở hữu học sinh đều đã biết. Lập tức ngọ vương tiên đi ở giáo nội trên đường thời điểm, như cũ có rất nhiều người hướng tới hắn chỉ chỉ rõ rõ. Nhưng bất đồng chính là, rất nhiều người trong mắt mang theo tò mò cùng kính sợ, cái loại này trào phúng, khinh thường thậm chí ghen ghét ánh mắt thiếu rất nhiều. Vương Tiên đi vào văn phòng, tìm được phụ đạo viên thỉnh một vòng kỳ nghỉ. Ở phụ đạo viên đầy mặt tò mò dò hỏi hạ, rốt cuộc thuận lợi thỉnh xuống dưới. Từ văn phòng nội đi ra, Vương Tiên do dự một chút, lấy ra di động, cấp quan thư tình Lam Thanh Nguyệt đã phát một cái tin tức, nói cho các nàng chính mình khả năng đi ra ngoài hai ngày, đến lúc đó có khả năng liên hệ không đến chính mình. Quan thư tình, Lam Thanh Nguyệt. Vương Tiên lẩm bẩm niệm hai cái tên, theo sau lắc lắc đầu, nếu hiện tại làm hắn lựa chọn một người nữ sinh, khả năng quan thư tình sẽ nhiều một ít đi. Mấy ngày nay, quan thư tình mỗi ngày lợi dụng sau khi học xong thời gian, tới ở vào nhất phẩm các một ít trướng mục. Nàng là một cái yên lặng trả giá nữ sinh, không tốt biểu đạt ra tới. Vương Tiên thực thích nàng, cùng nàng ở bên nhau thực thoải mái. Ở một gian phòng học nội, quan thư tình ngồi ở văn phòng, nghiêm túc nghe lão sư giảng giải đương di động vang lên thời điểm nàng cúi đầu nhìn 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 đến vương tiên tin tức khi hơi hơi sửng sốt mấy ngày nay phát sinh sự tình nàng tự nhiên biết nàng cũng biết vương tiên cùng lam thanh nguyệt cùng nhau ăn cơm nhưng là nàng đều không có nói ra cũng không có chất vấn hắn nàng cảm thấy chỉ cần chính mình yên lặng mà trả giá liền có thể đây là nàng tính cách nàng cũng tin tưởng vương tiên là thích nàng chú ý an toàn ngươi đã đến rồi nhất định phải trước tiên nói cho ta quan thư tình hồi phục nói ân nhất định vương tiên nhìn quan thư tình hồi phục trong lòng ấm áp hồi phục nói ông ông đúng lúc này hắn di động lại lần nữa vang lên là lam thanh nguyệt tin tức có cái gì ta có thể hỗ trợ sao hai ngày này ta cho ngươi thêm phiền toái không có chính là đi vội hai ngày đến lúc đó di động không có tín hiệu cho nên trước tiên nói cho ngươi một tiếng lam thanh nguyệt hồi phục cùng quan thư tình hoàn toàn bất đồng ở trung tâm thành phố một tòa cao ốc văn phòng nội lam thanh nguyệt một thân chức nghiệp ra ngồi ở trước máy tính nhìn vương tiên tin tức hơi hơi nhíu mày hai ngày này trường học nội phát sinh sự tình nàng cũng biết chẳng lẽ là bởi vì ta kia chuyện làm hắn cảm thấy bực bội cho nên mới rẻ lam thanh nguyệt có chút nghĩ nhiều nàng lắc lắc miệng mình đều do trong trường học những cái đó ái bát quái người nàng thật sâu mà hít một hơi mở ra trường học diễn đàn đăng nhập đi lên bởi vì nàng là học sinh hội phó chủ tịch duyên cớ nàng diễn đàn tài khoản sở hữu học sinh đều biết biên tập thiệp một ta cùng tiểu tiên sự tình hy vọng đại gia không cần thảo luận hai tiểu tiên ta quan thư tình sự tình là chính chúng ta sự tình hy vọng đại gia không cần lung tung suy đoán thậm chí bôi nhọ ba công bình cạnh tranh tam câu nói lam thanh nguyệt biên tập hảo lúc sau trực tiếp gửi đi nhìn đã gửi đi thiệp nàng thần sắc giật mình nàng cảm thấy, chính mình không nên cấp vương tiên thêm phiền toái. Đồng dạng, nàng cũng sẽ không từ bỏ, công bằng cạnh tranh, chẳng sợ cuối cùng mình đầy thương tích. Kế tiếp mấy trương sẽ viết hải dương, sẽ gia tăng một ít long cung thủ hạ, đại gia có cái gì muốn thủy tộc sinh vật, có thể nói một chút, ta tăng thêm đi vào. Tấu chương xong. Chương 116, Thủy con khỉ, đệ nhất càng. Vương tiên người điều khiển trọng cơ xa từ trường học nội sử ra tới, hắn cũng không biết, trường học diễn đàn nội, tên của hắn lại lần nữa nhấc lên chấn động lam thanh nguyệt một cái thiệp lại lần nữa lệnh vương tiên tên vang vọng gian thành đại học mà vương tiên cũng triệt triệt để để danh dương gian đại không người không biết không người không hiểu một người bắt tù binh hai cái nữ thần phương tâm lại còn có làm lam thanh nguyệt nói ra công bằng cạnh tranh những lời này lệnh sở hữu nam sinh phun ra một nguồn máu tươi vì cái gì vì cái gì nữ thần thích không phải ta thích ta nói ngươi liền không cần cùng người khác cạnh tranh nha vương tiên đại danh cho dù là vừa mới đi vào trường học sinh viên năm nhất đều biết tiểu vũ nhìn đến chính mình ca ca thế nhưng có hai cái nữ thần cấp bậc mỹ nữ theo đuổi cũng là đầy mặt vui vẻ cả ngày hỏi thăm về lam thanh nguyệt cùng quan thư tình sự tình nàng muốn hiểu biết một chút cái nào tẩu tử tương đối hảo nhưng được đến kết quả đều là bốn chữ hoàng mỹ nữ thần lái xe đi vào bờ biển vị trí vương tiên ở một cái ngư trường phía trước ngừng một con thuyền thuyền. Long Vương Thuyền thượng, bốn gã long nhân nhìn đến Vương Tiên đã đến, lập tức cung cung kính kính hô. Ân Vương Tiên gật gật đầu, trực tiếp đi vào thuyền thượng. Thuyền 40 mẻ tả hữu, cũng không phải rất lớn, cũng không phải xa hoa du thuyền, chỉ là đơn giản vận chuyển thuyền. Thuyền nhanh chóng chạy, thực mau liền đi vào hải dương trung kia tòa trên hoang đảo. Lúc này đảo nhỏ, rậm rạp hơn một ngàn người đang ở kiến tạo đảo nhỏ. Đường đảo nhỏ kiến tạo hảo lúc sau, Long Môn sẽ tiến vào cổ võ thế gia môn phái hàng ngũ bên trong, vi chấn tứ phương. Vương Tiên đi vào trên đảo nhỏ, ánh mắt đánh giá chung quanh. Long Môn đài kiến tạo hảo đi. Vương Tiên hướng tới một bên Long Nhân hỏi. Long Vương, đã thành lập hảo. Bên cạnh Long Nhân lập tức hồi phục nói. Ân, hảo. Vương Tiên gật gật đầu. Long Môn đài, cùng cổ đại điểm tướng đài một cái tính chất, nói đơn giản một chút chính là một cái cùng loại với bến tàu địa phương, bất đồng chính là, cái này bến tàu cũng không phải ngừng thuyền, mà là, Long Cung Thủ Hạ. Vương Tiên đi vào Long Môn Đài vị trí, nơi này ở vào đảo nhỏ hẻo lánh vị trí bờ biển, ước chừng có 1.000 mét trường, xi măng kiến thành, vẫn luôn kéo dài đến Hải Dương Trung. Ở Trung ương vị trí, có một cái đài, mặt trên viết Long Môn Đài ba cái cổ xưa chữ to. Vương Tiên đứng ở mặt trên, nhìn xa nơi xa Hải Dương hắn trong lòng vừa động long uy hướng tới chung quanh bao trùm mà đi không đến hai phút ở long môn trước đài phương mặt biển thượng một cái thật lớn hải bạn hiện lên long vương võ trai mở ra ngao nữ xuất hiện ở trên mặt biển ở nàng chung quanh nước biển lưu chuyển gần như cùng hình người giống nhau như đúc hình thể cung kính mà hô vương tiên gật đầu không nói gì không quá năm phút long môn đài phía trước một cái kim sắc công loại sinh vật trồi lên mặt nước nó đứng thẳng ở thủy mặt trên một đôi thật lớn kim loại cái kìm tản ra kim loại ánh sáng. Kim sắc kim loại sát ngoài, dưới ánh mặt trời tản ra ánh sáng, nó cung thân mình, cung kính mà hô một tiếng, Long Vương. Người tới, Long Cung Ngao Tôn. Vương Tiên gật đầu, như cũ không nói gì. Liền tại đây là, Long Môn trước đài mặt nước biển quay cuồng, nhấc lên thật lớn cuộn sóng. Một cái ước chừng có 10 mét tả hữu quái vật khổng lồ trồi lên mặt nước. Long Vương. Thật lớn sinh vật nâng lên thổ hoàng sắc đầu, cung kính hướng tới vương tiên nói. Người tới, Long cung quy thừa tướng. Ba cái thủy tộc sinh vật nổi tại mặt biển thượng, mỗi một con bị nhân loại phát hiện, đều sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Vương tiên đứng ở Long môn trên đài, nhìn xuống ba cái thủ hạ. Quy thừa tướng, 11 cấp. Tu luyện công pháp, thổ Long biến. Thần thông, khống chế cấp bậc thấp hơn tự thân quy tộc, khống thổ. Ngao tôm, 8 cấp. Tu luyện công pháp, kim Long biến thần thông, khống chế cấp bậc thấp hơn tự thân tôn tộc, khống kim. Ngao nữ, chính cấp. Tu luyện công pháp, thủy long biến. Khống chế cấp bậc thấp hơn tự thân trai tộc, khống thủy. Long vương. Ba cái thủy tộc sinh vật lẫn nhau nhìn nhìn, lại lần nữa cung kính mà cùng kêu lên hô. Ân, trước mắt chúng ta long cung chỉ có các ngươi ba cái, ta yêu cầu càng nhiều thủy tộc sinh vật, mặt khác, tìm kiếm một ít kiến tạo long cung tài liệu hôm nay đem các ngươi ba cái kêu lên tới đi theo ta cùng nhau tìm tòi toàn bộ bột hải vương tiên đứng ở giống như cổ đại điểm tướng đài long môn trên đài nhìn quy thừa tướng ngao nữ ngao tôn nói đối với thực lực của bọn họ phi thường vừa lòng tu luyện thần long biến bọn họ thực lực tăng lên phi thường mau mạnh nhất quy thừa tướng đã đạt tới tiên thiên phía trên sau dĩ vãng tăng lên một cấp bậc là long vương ngao nữ ngao tôn cùng quy thừa tướng lập tức đáp ân vương tiên gật gật đầu hiện tại chỉ có ba cái thủ hạ, hắn hy vọng có một ngày, chính mình đứng ở Long Môn trên đài, phía trước rậm rạp hàng ngàn hàng vạn Long Cung thành viên, kia một ngày, hắn tin tưởng sẽ không quá muộn. Đi! Vương Tiên nhẹ nhàng nhảy, trực tiếp ở không trung biến thành một cái năm màu thần Long. Trống! Một tiếng rất nhỏ rồng ngâm truyền đến, 5 mét lớn lên Vương Tiên trực tiếp nhảy vào hải dương trung. Hắn lắc lư thân hình, ở vào đằng trước vị trí. Ngao tôn ngao nữ lập tức bơi tới tả hữu, Quy thừa tướng ở vào mặt sau vị trí Long Vương. Đúng lúc này, Quy thừa tướng thanh âm vang lên. Có chuyện gì? Vương Tiên có chút nghi hoặc nhìn về phía Quy thừa tướng, dò hỏi. Long Vương, nếu ngài muốn thu phục càng nhiều thủ hạ, lão thần biết một chỗ. Quy thừa tướng quy trên mặt lộ ra trầm tư chi sắc, chậm rãi nói. Nga. Ở địa phương nào, là cái gì thủy tộc sinh vật? Vương Tiên có chút tò mò hướng tới Quy thừa tướng hỏi một đám thủy con khỉ, ta nhớ rõ trước kia, ta ở hải dương trung cách đó không xa, gặp chúng nó, chúng nó thành đàn sinh hoạt ở bên nhau, một đôi móng vuốt sắc bén, phi thường chán ghét. Quy thừa tướng nói, thủy con khỉ, vương tiên hơi hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra trầm tư chi sắc. Thủy con khỉ, hắn nghe nói qua, cùng loại viên hầu, ở dân gian, thủy con khỉ bị xưng là thủy quỷ. Thủy con khỉ tướng mạo khủng bố, toàn thân mọc đầy lông tóc, lực lượng này đại không biết quy thừa tướng theo như lời thủy con khỉ, cùng trong truyền thuyết phải chăng giống nhau. Vương tiên thầm nghĩ trong lòng, hướng tới quy thừa tướng nói, ngươi ở phía trước dẫn đường. Là Long Vương. Quy thừa tướng gật gật đầu, nó dừng ở đáy biển vị trí, khống thổ năng lực thi triển. Ở thổ những thúc đẩy hạ, quy thừa tướng tốc độ thế nhưng mau không thể tưởng tượng. Ngao nữ ngao tôn đều theo không kịp hắn tốc độ. Quy thừa tướng vẫn là tương đối xứng chức, sống mấy ngàn năm, không chỉ có hiểu biết đồ vật tương đối nhiều thực lực còn tương đối cường đối với quy thừa tướng vương tiên phi thường vừa lòng có lẽ về sau quy thừa tướng thật đúng là có thể đảm đương khởi long cung quản gia chức trách bột hải trung ở quy thừa tướng dẫn dắt hạ bọn họ bơi thượng trăm km tả hữu trên đường đối với những cái đó tiểu đàn bầy cá vương tiên cũng không có để ý tới long vương liền ở phía trước quy thừa tướng hướng tới phía trước nhìn lại nói vương tiên ánh mắt nhìn về phía trước đây là một chỗ phi thường phức tạp hải vực. Đáy biển ngọn núi rậm rạp, một cái dựa gần một cái. Rất nhiều ngọn núi khoảng cách mặt biển gần chỉ có mấy mét tả hữu. Toàn bộ hải vực phi thường u ám, phản phất liền thái dương đều chiếu xạ không đi vào. Vương Tiên bỗng nhiên nhìn về phía bên phải. Ở nơi đó, một con ước chừng một mét năm tả hữu, dáng người gầy yếu, có được một đôi đỏ như máu hai tròng mắt sinh vật, chính ôm ở một cái ngọn núi đỉnh, nhìn bọn hắn chằm chằm cảm tạ rất nhiều thư hữu ý kiến, kế tiếp phát triển cái thứ nhất long cung chủng tộc. Tấu chương xong. Chương 117, Hỗn Thế Ma Hầu, Đệ Nhị Càng. Tối tâm hải dương trung, đáy biển bén nhọn đá lẫn chẩn ngọn núi chót vót. Một đôi đỏ như máu đôi mắt ở hải dương trung dị thường rõ ràng, nó ôm ở ngọn núi đỉnh, tướng mạo dữ tợn khủng bố. Một đôi bén nhọn hàm răng lõa lồ ở bên ngoài, toàn thân tràn ngập lông tóc. Vương tiên nhìn chầm chầm kia chỉ thủy con khỉ, mà kia chỉ thủy con khỉ cũng đồng dạng nhìn bọn hắn chầm chầm. Ma hầu, năm cấp. Nhưng lấy ra long khí, 544. Ma hầu. Vương tiên nhìn đến cái kia thủy con khỉ tin tức, hơi hơi kinh ngạc, một mét năm tả hữu thủy con khỉ có được ngũ cấp thực lực, thực lực này rất mạnh, so cá mập còn phải cường đại. Vương tiên lay động thân hình, lập tức hướng tới ma hầu vị trí bơi đi. Chíp chíp, chíp chíp. Khi chỉ ma hầu nhìn đến vương tiên lội tới, tuyết miệng, phát ra chói tai thanh âm, vương tiên mơ hồ có thể nghe được nó truyền đạt tin tức. Lăng, này chỉ ma hầu làm cho bọn họ từ nơi này cút ngay. Đều nói con khỉ chỉ số thông minh tương đối cao, quả nhiên như thế, một con nho nhỏ ngủ cấp ma hầu liền có một tia linh trí, không tồi không tồi. Vương tiên hai mắt tỏa ánh sáng, không có chút nào che giấu khí thế. Trống. Một tiếng rất nhỏ rồng ngâm, Long Uy trực tiếp bao trùm ở kia chỉ ma hầu trên người. Thân là thần Long, Hắn Long Uy có thể trấn áp sở hữu so với hắn cấp bậc thấp sinh vật. Hiện giờ Vương Tiên cấp bậc đã đạt tới lục cấp, nhưng trấn áp hắn cấp bậc dưới sở hữu sinh vật. Chít chít, chít chít. Ma hầu trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ thần sắc, nó sợ hãi phát ra tiếng kêu, bất an ôm ở trước người trên ngọn núi. Thần phục với ta. Vương Tiên khẽ quát một tiếng, Long Uy trấn áp ở ma hầu trên người. Chít chít. Đúng lúc này, ma hầu đột nhiên thống khổ ôm chính mình phần đầu ngửa đầu phát ra một tiếng bé nhọn tiếng vang. Thanh âm truyền bá rất xa rất xa. Không tốt, Long Vương, nó đây là ở triệu tập cái khác thủy con kỹ. Phía sau quy thừa tướng nghe được bén nhọn sắc mặt khẽ biến, vội vàng nhắc nhở nói. Vương tiên hơi hơi nhíu mày, loại này thủy con khỉ có bao nhiêu? Hắn ánh mắt nhìn về phía này phiến đen nhánh hải vực, diện tích ít nhất có cách viên mấy chục km. Liền ở vương tiên vừa mới hỏi xong những lời này, hắn đột nhiên phát hiện, ở phía trước từng đôi sáng ngời đỏ như máu đôi mắt xuất hiện. Từng con ma hầu ở đáy biển đá lẫm chẩm trên ngọn núi nhảy lên, chúng nó giống như thiên quân vạn mã, trên người tản ra hung hãn ma khí. Bén nhọn móng vuốt chọc vào từng tòa trên ngọn núi, nhanh chóng hướng tới bọn họ bên này nhảy qua tới. Thật nhiều. Vương Tiên nhìn phía trước mênh mông cùng cuộn ma hầu, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ít nhất hơn một ngàn chỉ ma hầu, chúng nó lãnh khốc nhìn chầm chầm Vương Tiên bọn họ. Không chỉ có có ngũ cấp, còn có lục cấp, thất cấp ma hầu. Vương tiên ánh mắt đảo qua sở hữu ma hầu, một đám tin tức xuất hiện ở trong đầu. Chíp chíp. Xé nát bọn họ. Đúng lúc này, một tiếng bén nhọn thanh âm truyền đến, vương tiên ánh mắt nhìn lại. Ở ma hầu đàn trung ương nhất vị trí, một con ba mét lớn nhỏ, hình thể khổng lồ ma hầu ngồi sổ một cái đáy biển ngọn núi đỉnh, phát ra rít gào. Chíp chíp, chíp chíp. Chíp chíp, chíp chíp. Chung quanh ma hầu phát ra bén nhọn tiếng kêu, thanh âm chẳng sợ ở trong nước cũng dị thường chói tai. Từng con ma hầu thả người nhảy, sắc bén móng vuốt, sắc bén hàm răng, nhanh nhẹn thân hình, tập kích mà đến. Tìm chết. Vương Tiên nhìn trực tiếp chém giết mà đến ma hầu, long uy mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp bao trùm mà đi, sở hữu thấp hơn lục cấp ma hầu, tất cả đều run bần bật không dám nhúc nhích. Hắn một đôi kim loại long trảo, bay thẳng đến gần nhất một con thất cấp ma hầu chụp tới. Tìm chết, thần phục long vương, nếu không chết. Quy thừa tướng quát lạnh một tiếng, nó thân hình dáng trên mặt đất, mang theo đại lượng thổ những cục đá hướng tới phía trước mấy chục chỉ ma hầu công kích mà đi. Thần phục. Ngao nữ đứng ở phía sau, ở nàng trước người, nước biển lưu động, hóa thành dòng nước, hướng tới từng con ma hầu công kích mà đi. Ca ca, chết. Ngao tôm hành động chính mình một đôi thật lớn cái kìm, công kích mà đi. Xé nát các ngươi. Khi chỉ thất cấp ma hầu nhìn đến vương tiên công kích mà đến, không có chút nào sợ hãi, nó một đôi sắc bén móng vuốt hướng tới phần đầu chộp tới không nghe giáo hóa vậy đánh tới các ngươi thần phục vương tiên long trảo vung lên trực tiếp nên hướng ma hầu móng vuốt kim loại tính long trảo mang theo kim xé rách trực tiếp lệnh phía trước nước biển một mảnh chân không t long trảo xẹt qua thất cấp ma hầu trực tiếp bị xé rách thành hai đoạn vương tiên hé miệng đem chi cắn nuốt phía dưới quy thừa tướng giống như một tòa khổng lồ ngọn núi ở nó chung quanh từng khối cứng rắn hòn đất hướng tới phía trước mấy chục chỉ ma hầu công kích mà đi ầm 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 rậm rạp hòn đất lệnh từng con ma hầu ngã vào mặt sau trên ngọn núi bên phải ngao nữ khống chế được dòng nước trói buộc ba bốn chỉ ma hầu dòng nước thích chặt chúng nó cổ lệnh chi hít thở không thông mà chết mà ở tả hữu ngao tôm bị bảy tám chỉ ma hầu vây quanh từng con ma hầu động tác mau lẹ móng vuốt thường thường hoa hướng ngao tôm nhưng ngao tôm thân nếu kim loại ma hầu móng vuốt chỉ có thể ở nó trên người lưu lại một tia dấu vết. Ngao tông một đôi cái kìm đại đại mở ra, chỉ cần kẹp lấy một con ma hầu, liền có thể trực tiếp bấm gãy, sắc bén vô cùng. Tu luyện thần long biến thần công chúng nó, sức chiến đấu hoàn toàn có thể vượt cấp chiến đấu. Trong lúc nhất thời, đối mặt hơn một ngàn chỉ ma hầu, hoàn toàn đè nặng đánh. Ngắn ngủ mười mấy giây liền đánh chết một trăm nhiều chỉ ma hầu. Thần phục, nếu không đem các ngươi toàn bộ tiêu diệt. Vương Tiên nhìn dũng mãnh không sợ chết ma hầu, trong thân thể hắn nhan sắc kịch liệt biến ảo, cuối cùng trở thành hỏa hồng sắc thần sắc. Ngọn lửa thần long vừa ra, chung quanh nước biển bắt đầu sôi trào lên. Vương Tiên mở miệng, một viên hỏa hồng sắc long châu xuất hiện. Hiện giờ long châu trải qua hắn dựng dưỡng, uy lực càng tăng lên trước kia. Ngọn lửa thần long hơn nửa hỏa long châu, uy lực phiên bội. Trống. Vương Tiên một tiếng rồng ngâm vang vọng toàn bộ hải vực, hắn mở miệng, nồng đậm ngọn lửa bao vây lấy Long Châu, hướng tới phía trước công kích mà đi. Oanh! Nước biển sôi trào, bắt đầu nhanh chóng tan rã, nhưng Long Châu mang theo ngọn lửa uy lực, lại khủng bố vô cùng. ầm ầm ầm! Long Châu trực tiếp quét ngang phía trước trăm mét phạm vi, từng con ma hầu phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Một ít nhỏ yếu thậm chí trực tiếp bị đốt cháy. Chạm vào! Long Châu cuối cùng dừng ở một cái tiểu trên ngọn núi mảng, trực tiếp đem ngọn núi đỉnh chặt đứt nếu từ mặt biển thượng có thể nhìn đến nơi này hỏa hồng sắc một mảnh, phạm vi cây số nội loại cá toàn bộ bị cực nóng giết chết. Thần phục. Vương Tiên lại lần nữa gầm lên giận dữ, rồng ngâm vang vọng thiên địa. Cường giả con đường là dùng huyết nhục đúc thành, đối với đánh chết này đó ma hầu, Vương Tiên không có chút nào nương tay. Tương lai con đường chú định vượt mọi chông gai. Huyết cùng thịt, đúc liền đỉnh. Oanh. Dám giết ta đồ tử đồ tôn, ngươi là ở tìm chết. Đúng lúc này, một tiếng lạnh giọng truyền đến, theo sát một cái ngọn núi bị trực tiếp vỡ ra. Một cái 5 mét lớn nhỏ ma hầu xuất hiện ở trong tầm mắt. Nó dáng người cường tráng, trên người tràn ngập cơ bắp, một đôi đỏ như máu đôi mắt nhìn chầm chầm lại đây. Trên người ma khí lượng lờ, ở hắn bàn tay, nắm một phen sáu bảy mễ lớn lên côn bổng. Giống như, hỗn thế ma hầu. Hai điểm nhiều còn có một chương, viết xong liền phát. Tấu chương xong. Chương 118, Thiên Long Chính Bộ, Đệ Tam Càng. Ma Hầu Vương, 10 cấp. Nhưng lấy ra Long Khí, 200 linh 1, Cấp bậc thập cấp, nhưng lấy ra Long Khí đạt tới 20 vạn, so với lúc trước quy thừa tướng muốn cao gần như gấp đôi, cái này Ma Hầu Vương thực lực, rất mạnh, thậm chí đều không thể so ta kém quá nhiều. Vương Tiên nhìn phía trước Ma Hầu Vương, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn hiện tại cấp bậc là lục cấp, thần Long trạng thái hắn có thể vượt cấp chiến đấu 11 cấp sinh vật nhưng cái này 11 cấp sinh vật, chỉ là bình thường cấp bậc. Có chút 11 cấp sinh vật, khả năng có thể vượt cấp chiến đấu, đánh chết 12 cấp tồn tại. Ma Hầu Vương, cấp bậc thập cấp, nhưng là nó trên người phát ra khí thế, ít nhất có thể so sánh 11 cấp sinh vật. Ma Hầu Vương đứng ở bị hắn tiêu diệt ngọn núi đỉnh, bảy mễ tả hữu không biết tên kim loại côn bổng đáp trên vai, đầy mặt bể nghệ nhìn xuống Vương Tiên. Này một bộ bộ dáng. Vương Tiên nhìn chầm chầm phía trước Ma Hầu, làm hắn nghĩ đến thần thoại trung một nhân vật tề thiên đại thánh tôn ngộ không bể nghệ khí thế đồng dạng sử dụng côn bổng thần phục hoặc là tử vong vương tiên không có chút nào nhúc nhát đối phương không phải tề thiên đại thánh hắn cũng không phải thần thoại trung đông hải long vương giết ta đồ tử đồ tôn ta muốn tiêu diệt các ngươi ma hầu vương chậm rãi nắm chặt trong tay côn bổng đỏ như máu đôi mắt tràn ngập hắc khí thủy con kỷ nếu ngươi không thần phục long vương chúng ta sẽ đem các ngươi toàn bộ giết. Quy thừa tướng nâng lên thật lớn đầu, trên người tản ra thổ hoàng sắc hơi thở. Ở hắn chung quanh, cuồn cuộn quê mùa quay cùng, thân thể cao lớn đồng dạng tản ra trầm trọng hơi thở. Quy thừa tướng, thực lực không kém gì ma hầu vương, thậm chí càng cường. Mắng mắng. Ma hầu vương đôi tay nắm chặt trong tay côn bổng, nghe răng nhìn về phía quy thừa tướng, theo sau lại nhìn về phía vương tiên. Hắn huyết sắc trong mắt hiện lên một tia kiên kỵ muốn ta thần phục cần thiết đánh bại ta nếu không ma hầu vương nói muốn may trong tay côn bổng phát ra hô hô tiếng vang nếu không ta không phục hảo bổn long vương sẽ làm ngươi thần phục vương tiên nhìn chầm chầm ma hầu vương này chỉ ma hầu chỉ số thông minh cao có chút dọa người nếu có thể thu làm thủ hạ chiến tướng ngày sau tuyệt đối là một đại chiến đem muốn ta thần phục lấy ra thực lực của ngươi nếu không lăn ra ta lĩnh vực ngày sau cấm bước vào Ma hầu vương trên người ma khí bắt đầu quay cuồng ở nó chung quanh nước biển đều biến có chút đen nhánh hảo vương tiên đáp ứng như thế kiệt ngạo khó thuần ma hầu vương chỉ có hoàn toàn đánh bại hắn hắn mới có thể thần phục nếu không thà chết đều sẽ không khuất phục vương tiên mở ra long trảo kim loại chính trảo tản ra ánh sáng hắn thân hình vừa động bay thẳng đến ma hầu vương công kích mà đi tới hảo ma hầu vương thân hình vừa động giống như một đạo ma ảnh tốc độ thế nhưng sau vương tiên còn nhanh dơ lên trong tay côn bổng, hướng tới hắn trên đầu anh đi. Thật nhanh tốc độ. Vương tiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn cái đuôi lắc lư, chung quanh nước biển đột nhiên sền sệt lên, phạm vi trăm mét dường như trở thành đầm lầy nơi. Khống thủy. Chích chích, ân. Ma hầu vương cảm giác chung quanh lực cản tăng nhiều, trên người hắn ma diễn một trận, ngạnh sinh sinh căng ra trống rỗng khu vực. Kim long xé trời. Vương tiên một đôi long trảo tản ra kim sắc ánh sáng, bay thẳng đến ma hầu vương xé rách mà đi. Ma hầu vương chung quanh ma khí trực tiếp bị xé rách, 18 đạo kim sắc vết rách, trực tiếp dừng ở ma hầu vương trên người. Chíp chíp, trống. Ma hầu vương trên người nháy mắt xuất hiện từng đạo thật sâu mà vết thương, nhưng là quỷ dị chính là, ma hầu vương cũng không có đổ máu, mà là chảy ra nồng đậm hắc khí. Nó ngửa mặt lên trời gào rống một tiếng, trong tay côn bổng tản ra mãnh liệt hắc khí, trực tiếp quét ngang mà đến. Thổ Long ngự thiên. Vương Tiên cảm nhận được côn bổng thượng truyền đến lực lượng, sắc mặt khẽ biến, thân hình hắn tản ra thổ hoàng sắc quê mùa. Chạm vào. Màu đen côn bổng trực tiếp nện ở Vương Tiên thân hình thượng, hắn thân mình nhịn không được chấn động, nồng đậm quê mùa trực tiếp bị tiêu tán, trên người xuất hiện một đạo dấu vết. T. Cảm thụ được trên người truyền đến thống khổ, Vương Tiên đảo hút một ngụm khí lạnh, lực lượng cường đại làm hắn thân thể tê dại. Trên người hắn màu xanh lơ một chi thuộc tính lễ rửa tội, thực mau thương thế lại lần nữa khôi phục. Nhưng lúc này đây công kích, lại tiêu hao hắn không ít lực lượng. Nhậm ngươi ma diễm ngập trời, hôm nay ta cũng muốn bại ngươi. Vương tiên lay động cái đuôi, chung quanh nước biển không gió tự động, nước biển sền sệt vô cùng, hắn nhìn chầm chầm trước người ma hầu vương, chậm rãi hé miệng. Long châu, lại lần nữa từ trong miệng thốt ra, lúc này đây, long châu bị một tầng nước biển bao vây, đem khắp đáy biển chiếu sáng lên. Ma hầu vương đầy mặt ngưng trọng nhìn chầm chầm vương tiên trên người hắn miệng vết thương còn ở tản ra hắc khí, này chứng minh, hắn đã bị thương không nhẹ. Ma hầu vương gắt cao nắm trong tay côn bổng. Bại đi. Vương tiên giơ ra bàn tay, Long Châu ở hắn bàn tay trung tâm lấy khống thủy chi thuật thao tác, kịch liệt xoay tròn. Chính rảo, trực tiếp xé rách mà đi. Ma hầu vương sắc mặt khẽ biến, chung quanh sền sệt nước biển làm hắn tốc độ hạ thấp rất nhiều, thậm chí sau vương tiên tốc độ muốn chậm một chút. Trốn không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng hắn giơ lên trong tay côn bổng, đôi tay nắm chặt, ăn ta một bổng. ta muốn nhìn ngươi côn bổng có bao nhiêu ngạnh. vương tiên sắc mặt bất biến, lòng bàn tay long châu kịch liệt xoay tròn, kim sắc long trảo xé rách không khí, chạm vào. long trảo long châu cùng ma hầu vương côn bổng va chạm ở bên nhau, long châu chung quanh thủy tan đi, tản mát ra khủng bố độ ấm. a. À. long châu ngọn lửa tản ra, cùng lúc đó, vương tiên mở miệng, long diễm phun ra, bao trùm phạm vi trăm mét ngọn lửa thiêu đốt, thiêu đốt ma hầu vương trên người ma khí. A a a. Kêu thảm thiết thanh âm từ hắn trong miệng truyền đến, giống như bị để vào lò bát quái trung con khỉ. Phục, ta nguyện ý thần phục. Ma hầu vương lớn tiếng kêu lên. Vương tiên hé miệng, một ngụm đem long châu cùng ngọn lửa cắn nuốt, ma hầu vương quể oải quỳ rạp trên mặt đất. Bị ngọn lửa thiêu đốt nước biển lại lần nữa dũng mãnh vào lại đây. Vương tiên long trảo vung lên, một dọc năm màu tinh huyết hướng tới ma hầu vương bay đi hấp thu, không cần phản kháng. Vương tiên quát. Là. Ta hầu vương, nguyện ý thần phục. Ma hầu vương ngẩng đầu, dùng côn bổng khởi động chính mình thân mình, mồm to thở hỗn hển. vừa rồi chiến đấu thời gian tuy rằng không dài, nhưng lại phi thường hung hiểm. Ma hầu vương không có tu luyện chi thuật, vẫn là bại. Đinh, thu phục ma hầu vương. Hệ thống thanh âm truyền đến, vương tiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn long trảo vung lên, long khí tiến vào ma hầu vương trong cơ thể, trị liệu hắn thương thế. Tạ Long Vương Ma Hầu Vương nửa quỳ xuống dưới, cung kính hướng tới Vương Tiên nói. Ngày sau thành lập Thiên Long Chính Bộ, hôm nay ba ngươi tên là Ngao Tề Thiên, trưởng quản Ma Bộ, mệnh lệnh ngươi sở hữu thuộc hạ lại đây. Vương Tiên đem Ma Long biến tu luyện phương pháp ban cho Ma Hầu Vương, hướng tới hắn nói. Tạ Long Vương Ma Hầu Vương hai chân quỳ trên mặt đất, đỏ như máu đôi mắt hiện lên một tia kích động. Đi triệu tập thủ hạ của ngươi. Vương Tiên hướng tới hắn mệnh lệnh nói, thần long biến có chính loại thần long tu luyện phương pháp. Kim một thủy hỏa thổ phong lôi quan ám, chính loại thần long biến. Vương Tiên chuẩn bị thành lập long cung chính chiến bộ, thế hắn chinh chiến tứ phương. Ma thuộc về ám, ngày sau làm ma hầu vương trưởng quản ma bộ. Mới vừa viết xong, ngượng ngùng, ngày mai bắt đầu toàn lực bùng nổ, canh bốn. Tấu chương xong. Chương 119, Ma Quỷ Hoa, Đệ Nhất Càng. Long Vương u ám đáy biển vương tiên đứng ở một đỉnh núi đỉnh nhìn phía trước rậm rạp một chúng ma hầu trên mặt lộ ra một tia vừa lòng thần sắc ngao tề thiên quỳ gối trung ương nhất vị trí trong tay cầm không rõ kim loại côn bổng cái này côn bổng độ cứng vượt quá vương tiên tưởng tượng vừa rồi chiến đấu thời điểm vương tiên long trảo cùng long châu đều không có đối nó tạo thành bất luận cái gì thương tổn thần long không cần pháp khí chiến đấu duy nhất pháp khí có thể nói là long châu cho nên thần long không hiểu đến luyện khí nhưng là ở kiến tạo long cung tài liệu trung, có một cái long cung cây trụ, gọi là định hải thần châm. Định hải thần châm không chỉ có là cường đại cây trụ, còn có thể đủ coi như vũ khí. Ngày sau có thể đem ngao tề thiên trong tay côn bổng luyện chế thành định hải thần châm, khi hắn sức chiến đấu sẽ phi thường khủng bố. Vương tiên đã có thể nghĩ đến, một con ma diễm ngập trời ma hầu, tay cầm định hải thần châm, dục chiến cửu thiên khí khái. Ở ngao tề thiên phía sau, là một chúng ma hầu, này quần ma hầu, Cấp bậc tối cao chính là cửu cấp, cửu cấp có một cái, còn lại toàn bộ đều là bát cấp, thất cấp, lục cấp cùng với càng cấp thấp tồn tại. Đại bộ phận vì ngũ cấp, tổng cộng 800 chỉ tả hữu. Sở hữu ma hầu toàn bộ cung cung kính kính quỳ lạy ở đáy biển, cúng bái bọn họ Tân Vương. Ma hầu tất cả đều ra đời trí tuệ, theo tu luyện chúng nó chỉ số thông minh sẽ càng ngày càng cao, Vương Tiên không cần cho bọn hắn mở ra linh trí. Cánh tay hắn vung lên, từng dọc tinh huyết tiến vào ma hầu trong cơ thể theo sát mê muội long biến truyền thụ cấp sở hữu ma hầu. Dùng một lần tiêu hao hơn 800 tinh huyết đối với vương tiên cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Tinh huyết cùng long khí có quan hệ, hắn có thể thông qua long khí đền bù tinh huyết. Tạ Long Vương Một chúng ma hầu lại lần nữa cùng kêu lên cảm tạ. Ngao Tề Thiên, về sau ngươi dẫn dắt bọn họ, làm sở hữu ma hầu hảo hảo tu luyện, sở hữu ma hầu toàn bộ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, các ngươi cũng là tương lai long cung cái thứ nhất chiến bộ, ma chiến bộ, vương tiên hướng tới ngao tề thiên nói là long vương một chúng ngao tề thiên lớn tiếng đáp lại nói đi đi theo ta sưu tầm phụ cận hải vực tìm kiếm trầm thuyền tìm kiếm các loại tài nguyên vương tiên hướng tới bọn họ nói là vương tiên ở phía trước du ngao nữ ngao tôn cùng với tại tả hữu quy thừa tướng ở vào đáy biển mà ngao tề thiên còn lại là mang theo một chúng thủ hạ đi theo phía sau cùng tới khi so sánh với đội hình không thể nghi ngờ muốn khổng lồ rất nhiều thu phục ma hầu chủng tộc, vương tiên thủ hạ thủy tộc sinh vật nhiều rất nhiều, nhưng có một cái khuyết điểm. Đại bộ phận ma hầu tốc độ quá chậm, căn bản vô pháp đuổi kịp bọn họ tốc độ. Rơi vào đường cùng, vương tiên chỉ có thể thả chậm tốc độ. Hải dương rộng lớn mạnh mẽ, thần bí vô cùng. Chiếm cứ địa cầu 70% lĩnh vực, hải dương có nhân loại rất nhiều không có phát hiện hải vực. Hải dương địa hình cũng so trên đất bằng phức tạp rất nhiều, có địa phương hải tảo lan tràn, có địa phương một mảnh hoang vắng, còn có địa phương đáy biển ngọn núi chót vót. Vương Tiên dẫn theo một chúng thủ hạ tàn sát bừa bãi ở Hải Dương Trung, ở cái này thiển trong nước, sở hữu sinh vật gặp được bọn họ tất cả đều sợ hãi đào tẩu. Phía trước có một cái cá miệng vàng, cho ta bắt lấy hắn. Dù đẳng ở Hải Dương Trung, Vương Tiên ánh mắt đánh giá chung quanh, nhìn về phía một cái một mét tả hữu cá miệng vàng, hướng tới phía sau mệnh lệnh nói. Một con ma hầu thân hình vừa động, nhanh chóng hướng tới cá miệng vàng chụp tới. Ma hầu ở trong nước một nhảy 7-8 mét xa, tốc độ so bình thường loại cá mau thượng rất nhiều, dễ dàng bắt lấy cá miệng vàng trở lại mặt sau vị trí. Ở ma hầu đàn trung, có mười mấy ma hầu trong tay cầm cá miệng vàng, cá đỏ dạ cùng với mặt khác trân quý loại cá. Thuận tay đem này đó loại cá bắt lấy dùng để bổ khuyết nhất phẩm các đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Long vương, phía trước có một con thuyền đáy biển trầm thuyền. Lúc này, trải rộng ở chung quanh một con ma hầu chạy tới, hướng tới vương tiên nói. Trầm thuyền. Vương tiên trước mắt sáng ngời, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn, đi chúng ta qua đi. Đáy biển trầm thuyền, là cái này hải dương trung một đại bảo tàng. Căn cứ ghi lại, chìm nghiễm ở đáy biển hoàng kim bạc trắng, có thể mua một cái phát đạt quốc gia. Hải dương trung bảo tàng, vượt qua nhân loại ngẫm lại. Hắn thân hình vừa động, nhanh chóng hướng tới trầm thuyền vị trí du qua đi. Quả nhiên, bơi ước chừng hai ngàn mễ, một cái trầm thuyền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, đó là một con thuyền cận đại trầm thuyền chiều dài ước chừng có 30 mét tả hữu, đầu thuyền đuôi thuyền nghiêng phương hướng tương phản, trung bộ có nước bùng bao trùng. Vương Tiên đánh giá này con trầm thuyền, hơi hơi có chút thất vọng. Thuyền quá nhỏ, như thế tiểu nhân con thuyền căn bản vô pháp qua sông Hải Dương, có rất lớn có thể là bắt cá thuyền. Vương Tiên một ngụm thổ hoàng sắc long khí phun ra, trầm thuyền mặt trên thổ nhưỡng tản ra, lộ ra toàn bộ thuyền chân dung. Di Đương Vương Tiên xem qua đi thời điểm, phát hiện thuyền bên trong có mấy cái cái rương, hắn trực tiếp mở ra. Hoàng Kim, thế nhưng là Hoàng Kim, suốt năm rương Hoàng Kim. Vương Tiên nhìn đến ánh vàng rực rỡ vàng, hai mắt tỏa ánh sáng. Đinh, phát hiện Hoàng Kim một tấn, sắt thép 10 tấn, hay không thu dùng để kiến tạo Long Cung. Ngạch. Vương Tiên trên mặt lộ ra chua xót, một tấn Hoàng Kim, chính là giá trị 300 triệu nhiều, nếu hắn lấy ra đi bán nháy mắt trở thành hàng tỷ phú ông. Mà này đó Hoàng Kim khoảng cách hắn chế tạo thành Long Cung còn kém xa, không đến một phần trăm thu. Vương tiên thầm nghĩ trong lòng, trước mặt hoàng kim trực tiếp biến mất, thậm chí liền thuyền thượng sắt thép đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có một ít đầu gỗ giàn giáo. Ai? Vương tiên lắc lắc đầu, tiếp tục ở hải dương trung tìm tòi lên. Tiếp tục đi trước, bột hải quá thiển, vương tiên suy xét có phải hay không tiến vào mặt khắc hải vực. Đáy biển càng sâu, thần kỳ sinh vật cùng bảo vật liền sẽ càng nhiều. Nhưng hải dương quá lớn, muốn sưu tầm, quá lãng phí thời gian, hắn suy xét chờ ma hầu đều đạt tới thập cấp, làm cho bọn họ đi biển sâu tiến hành hoạt động, sưu tầm tài nguyên. Long Vương, phía trước là một mảnh đáy biển thực vật lâm, phi thường mộng ảo xinh đẹp. Chạy ước chừng nửa giờ, ngao nữ chỉ hướng một phương hướng nói. Vương Tiên nhìn lại, bên phải phương, là một cái thật lớn mà lại mộng ảo đáy biển khu vực. Liền dường như ở TV trung điện ảnh nhìn thấy như vậy, toàn bộ đáy biển đủ mọi màu sắc, tràn ngập mộng ảo. Rất nhiều sứa ở chỗ này phiêu đảng, tản ra các loại sáng rọi. Đáy biển tiên cảnh nha. Như thế xinh đẹp hải vực vương tiên vẫn là lần đầu tiên đụng tới, các loại đá sang hô, các loại tản ra sáng rọi thực vật. Qua đi nhìn xem. Vương tiên du qua đi, một chúng thủ hạ theo ở phía sau. Ngày sau Long Cung cũng nhất định phải thành lập như vậy xinh đẹp. Vương tiên du qua đi đánh giá chung quanh, một ít sứ cảm nhận được bọn họ trên người phát ra khí thế, chậm rãi tránh ra một cái con đường. Chung quanh thực vật nhẹ nhàng mà lay động, ở đáy biển phi thường mỹ lệ gì đó là lúc này vương tiên nhìn về phía trước một gốc cây thuần màu đỏ sang hô khiến cho hắn chú ý huyết sang hô thế giới đỉnh cấp đá quý huyết sang hô giá cả vượt qua kim cương Khi một gốc cây huyết sang hô giá trị mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu huyết sang hô ở vào một cái đá sang hô mặt trên chung quanh có mười mấy cây một mét lớn nhỏ đáy biển đóa hoa phi thường xinh đẹp vương tiên bơi tới huyết sang hô bên cạnh đầy mặt kinh hỉ hướng tới huyết sang hô chộp tới. Đúng lúc này, hắn dưới thân tươi đẹp đóa hoa đột nhiên động lên. Tân một vòng, quyển sách cũng đang ở PK trong lúc, khai thư đến bây giờ đều không có chính thức cầu đề cử phiếu cùng đánh thưởng, hôm nay canh bốn bùng nổ, có thể nói kế tiếp mấy ngày mỗi ngày bùng nổ canh bốn. Các huynh đệ, cầu duy trì. Tấu chương xong. Chương 120, hoa túi cùng tâm hình huyết sang hô, đệ nhị càng. Càng mỹ lệ đồ vật càng nguy hiểm càng mỹ địa phương, khả năng tồn tại nguy cơ càng nhiều. Vương tiên bơi tới huyết sang hô vị trí cũng không có chú ý phía dưới mỹ lệ đóa hoa, hắn lực chú ý đều đặt ở huyết sang hô thượng. Nhưng mà liền ở hắn cảm ứng được thời điểm, đã chậm. Mười mấy đóa tươi đẹp thật lớn đóa hoa, giống như đi săn hung thú, ở trong nháy mắt, khởi xướng trí mạng công kích. Mỗi một cái đóa hoa bên trong, đều đột nhiên xuất hiện rậm rạp bén nhọn gai nhọn. Chúng nó hệ rễ biến trường, cánh hoa trực tiếp bao bọc lấy vương tiên thân hình cho dù là lấy vương tiên 5 mét hình thể, mười mấy đóa khổng lồ đóa hoa như củ đem chi bao trùng trụ. Đương bị này đó đóa hoa công kích thời điểm, vương tiên sắc mặt biến đổi lớn, hắn cảm giác được này đó đóa hoa gai nhọn thế nhưng xuyên thấu nhập thân thể hắn bên trong. Tuy rằng cũng không có tạo thành quá lớn thương tổn, nhưng là hắn phát hiện, những cái đó gai nhọn thế nhưng hướng tới hắn trong cơ thể tiêm vào một loại độc tố. Này đó đóa hoa có được đựng độc. Vương tiên vội vàng lắc lư thật lớn thân hình, muốn tránh thoát đóa hoa quấn quanh vèo vèo vèo. Đột nhiên, phía dưới vị trí truyền đến từng cây xúc tu, xúc tu bay thẳng đến vương tiên quấn quanh mà đi. Một cây tiếp theo một cây, rậm rạp. Này đó đóa hoa thế nhưng muốn đem ta cắn nuốt trở thành chất dinh dưỡng. Vương tiên sắc mặt nang kham, cảm thụ được thân thể suy yếu, hắn vội vàng tiến hành thuộc tính thay đổi. Một thuộc tính thanh long. Ngũ hành thay đổi, vương tiên biến thành thổ thuộc tính thanh long. Không được. Đường hắn chuyển hóa thành thanh long lúc sau, phát hiện chính mình thế nhưng không thể đủ tránh thoát này đó hoa tươi trói buộc, ngược lại, hắn cảm giác này đó hoa tươi thế nhưng cắn nuốt hắn một thuộc tính năng lượng. Vương tiên ánh mắt lập lòe, ngũ hành lại lần nữa thay đổi. Kim khắc một, kim loại hoàng kim thần long xuất hiện. Dám công kích long vương, tìm chết. Lúc này, mặt sau đi theo quy thừa tướng ngao tề thiên một chúng nhìn đến vương tiên thế nhưng bị đột nhiên công kích, lập tức vây công mà đến. Ngao tề thiên múa may thật lớn cây gậy hướng tới đóa hoa hệ rễ công kích mà đi ngao tôm múa may sắc bén cái kìm, cũng lập tức công kích mà đến. Kim phong thiên hạ. Vương tiên biến thành kim loại tính thần long, lập tức phát hiện này đó khủng bố tươi đẹp đóa hoa đối nó tạo thành thương tổn giảm bớt hơn phân nữa. Hắn thân hình chấn động, từng đạo sắc bén kim châm hướng tới tươi đẹp đóa hoa công kích mà đi. Vèo vèo vèo. Đóa hoa bị xuyên thấu, vương tiên múa may long trảo trực tiếp hoa khai trên người căng cần. Ma quỷ hoa, chính cấp. Hoa túi có thể lấy ra long khí, 45.334 Ma quỷ hoa, đây là cái gì sinh vật, lại là như vậy khủng bố, đạt tới cửu cấp. Vương tiên có chút kinh hải nhìn, một cái đóa hoa đạt tới cửu cấp, lại còn có ngụy trang thành bình thường thực vật, ngẫm lại đều cảm giác khủng bố. Mười mấy cây ma quỷ hoa thế nhưng đem hắn vây khốn nhất thời. Long vương, chúng ta cứu giá chậm trễ. Quy thừa tướng có chút vuốt mông ngựa lội tới, quan tâm hỏi. Không có việc gì. Vương tiên lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía bị hắn đánh chết ma quỷ hoa, vương long trảo túng chặt đóa hoa hệ rễ, dùng sức túng ra tới. Một cái đỏ như máu hoa túi xuất hiện ở trong tầm mắt, vương tiên nhìn nhìn. Ma quỷ hoa túi, chính cấp. Nhưng lấy ra long khí, 45.334. Có thể chữa trị cường hóa trái tim. Vương tiên nhìn ma quỷ hoa túi tin tức, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, loại đồ vật này, hẳn là thuộc về linh dược. Chữa trị cường hóa trái tim, đây là một cái cường đại năng lực. Cổ võ tu luyện cùng trái tim có rất lớn quan hệ, dùng cái này hoa túi có thể tăng cường khí huyết, lệnh tốc độ tu luyện gia tăng. Thứ này, đối ta cũng vô dụng. Vương tiên không có chút nào do dự, trực tiếp đem chi cắn nuốt. Mười mấy cây ma quỷ hoa, tổng cộng cho hắn cung cấp hơn 40 vạn long khí, cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỉ. Cái này huyết sang hô. Vương tiên ánh mắt nhìn về phía kia một gốc cây huyết sang hô, huyết sang hô không lớn, nhưng là ở trong nước lại có vẻ phi thường cao quý huyết sang hô đã bị coi là điềm lành hạnh phúc chi vật đại biểu cao quý quyền thế cho nên lại xưng là thụy bảo là hạnh phúc cùng vĩnh hằng tượng trưng này một gốc cây huyết sang hô giá trị thượng ngàn vạn vương tiên đem chi thu hồi tới ánh mắt nhìn quét này phiến mộng ảo đáy biển khu vực vừa rồi ta có chút đại ý nơi này tuy rằng xinh đẹp nhưng là loại cá lại phi thường thiếu cảm tình đều là bị ma quỷ hoa cắn nuốt bất quá ma quỷ hoa đóa hoa có một loại phi thường đặc thù hương khí, lệnh người nghe lên phi thường thoải mái, có thể hấp dẫn mặt khác thủy tộc sinh vật. Vương Tiên nhìn về phía chỗ xa hơn, do dự một chút, tiếp tục tại đây khu vực tìm kiếm lên. Ma quỷ hoa tuy rằng khủng bố, nhưng là hóa thành hoàng kim thần long hắn cũng không phải quá sợ hãi, ở có điều chuẩn bị tình huống, cửu cấp ma quỷ hoa đối hắn cũng không thể tạo thành uy hiếp. Hơn nữa ma quỷ hoa hoa túi ẩn chứa đại lượng long khí, có thể cho hắn cung cấp thăng cấp long khí huống chi còn có giá trị thiên kim huyết sang hô, hắn càng không thể rời đi khu vực này. Vương tiên tại đây phiến mộng ảo khu vực sưu tầm, tìm kiếm ma quỷ hoa thân ảnh. Ma quỷ hoa, 8 cấp. Hoa túi nhưng lấy ra long khí, 19.654. Nơi này còn có mười mấy cây, bất quá toàn bộ đều là bát cấp ma quỷ hoa. Vương tiên ánh mắt nhìn về phía trước, trong đầu xuất hiện ma quỷ hoa tin tức. Hắn trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, du qua đi trực tiếp, Sắt bén long trảo trực tiếp xẹt qua, đem từng con ma quỷ hoa đánh chết, lấy ra hoa túi. Lại là mười mấy vạn long khí, lệnh vương tiên tâm tình rất tốt. Tiếp tục tìm kiếm. Này phiến mộng ảo khu vực cũng không phải rất lớn, nhưng phạm vi 7-8 km vẫn phải có. Vương tiên ở chung quanh tổng cộng tìm tòi hơn 30 cây ma quỷ hoa. Nhưng mà, đương hắn đi vào trung ương thời điểm, bị một cái thật lớn ma quỷ hoa sợ khiếp sợ. Đây là một gốc cây phi thường khổng lồ đóa hoa, cánh hoa triển khai ước chừng có 7-8 mét lớn nhỏ, mỗi một gốc cây cánh hoa đều có được bất đồng nhan sắc, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu xanh lơ, màu lam từ từ. Vương tiên nhìn này một cổ đóa hoa, có một cổ nhảy vào trung ương xúc động. Chíp chíp. Đột nhiên, duỗi tay một ít ma hầu có chút sao động, bọn họ đỏ như máu đôi mắt có chút mê ly, ngốc ngốc hướng tới này viên thật lớn ma quỷ hoa đi đến. Trống. Vương tiên một tiếng rồng ngâm, bừng tỉnh những cái đó khuôn mặt ngốc sát ma hầu, từng con ma hầu tỉnh táo lại, đầy mặt hoảng sợ nhìn ma quỷ hoa. Ma quỷ hoa, 12 cấp. Hoa túi nhưng lấy ra long khí, 1112343. 12 cấp. Vương tiên đảo hút một ngụm khí lạnh, lấy ma quỷ hoa năng lực, 12 cấp, hắn thật đúng là lấy nó không có cách nào, thậm chí cái này ma quỷ hoa có thể đem hắn cấp cắn nuốt. Thôi bỏ đi. Vương tiên kiên kỵ quét về phía kia cây ma quỷ hoa, tuy rằng nói cắn nuốt cái này ma quỷ hoa, hắn liền có thể nhanh chóng thăng cấp nhưng là quá nguy hiểm hải dương quả nhiên thần bí thực lực của chính mình vẫn là không thể đủ xưng bá hải dương vương tiên thở dài một hơi nhưng đương hắn ánh mắt quét về phía ma quỷ hoa mặt sau thời điểm cả người thân mình dừng một chút trên mặt lộ ra một tia kinh hỷ ngoài ý muốn chi hỷ ngoài ý muốn chi hỷ một gốc cây đá sang hô nhất làm hắn cảm thấy hưng phấn mà là cái này huyết sang hô thế nhưng là thiên nhiên tâm hình đây mới là giá trị liên thành Bán đấu giá nói ít nhất có thể đạt tới thượng trăm triệu. Còn có hai càng đang ở viết, hai điểm nhiều hẳn là có thể phát một chương, buổi tối khoảng 7 giờ một chương, hôm nay bảo đảm canh bốn, về sau đổi mới tận lực trạng sáng một chương, giữa trưa 12 giờ hai chương, buổi tối 7 giờ một chương. Tấu chương xong